Chiến thần bất bại. Tiêu Chính Văn. Chương 1101 Dược Vương cốc của chúng ta. Ngũ trưởng lão ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Khoảng chừng một phút sau, ông ta mới vung tay áo bước ra ngoài cửa. Đứng lại. Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chính Văn từ sau lưng truyền tới. Toàn thân ngũ trưởng lão cứng đờ, lẽ nào Tiêu Chính Văn còn muốn giữ ông lại? Mày còn muốn thế nào nữa? Ngũ trưởng lão lộ ra vẻ mặt lo sợ lùi về phía sau một bước, nhìn Tiêu Chính Văn nói. Vác cái đống rác ở dưới đất ra ngoài, Dược Vương cốc nhất định phải bồi thường 10 triệu tệ. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Ngũ trưởng lão nghiến răng nghiến lợi lấy ra một tờ chi phiếu, ký xong tờ chi phiếu 10 triệu tệ bèn đập lên bàn, dùng tay chỉ vào tên đồ đệ Dược Vương cốc bị giết, nói, vác Lý Ngũ lên, chúng ta đi. Nói xong, ông ta tức giận đùng đùng rời khỏi tập đoàn Vi Nhan. Trên đường đi, thấy sắc mặt u ám của ngũ trưởng lão, hội trưởng Lý ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Ngũ trưởng lão rời khỏi công ty Vi Nhan lập tức quay về Dược Vương cốc. Thêm mắm dặm muối kể lại tất cả mọi chuyện một lần. Đại trưởng lão, theo tôi thấy, nên báo cáo chuyện này với cốc chủ, để cốc chủ tự mình giải quyết, đập nát vẻ oai phong của thằng danh kia. Ngũ trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói. Đại trưởng lão im lặng một hồi, chẳng nói chẳng rằng xua tay với ngũ trưởng lão. Sau đó, một mình ông ta đi vào nội viện. Lúc này, trong đình ở nội viện, một ông lão đang ngồi ngay ngắn trong đỉnh hóng mát, đang chăm chú quan sát bàn cờ bên cạnh. Về rồi à? Dược sư Hoàng thản nhiên nói. Vâng, thái độ của Tiêu Chính Văn rất cứng rắn. Đại trưởng lão nhỏ giọng nói. Dược sư Hoàng tiện tay đặt một con cờ xuống, khuôn mặt tràn đầy vẻ hờ hững, chỉ vào vị trí bên cạnh, ngồi đi. Đại trưởng lão nghe xong lập tức bước tới trước rồi ngồi xuống. Ông ta liếc nhìn bàn cờ một lượt, hỏi, không biết ông vì sao biết rõ ông thất đi nhất định sẽ chọc giận Tiêu Chính Văn mà vẫn âm thầm lệnh cho tôi cử người khác đi tiếp. Thế gian này hỗn loạn, ai là địch, ai là bạn đây? Muốn an toàn trong cục diện rối ren ấy thì phải cần chút thủ đoạn phi thường. Dược sư Hoàng mỉm cười nói. Đại trưởng lão nhíu mày vắt óc suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ý của ông là... Kẻ địch ngay trước mặt chưa chắc đã là kẻ địch thật sự, súng trước mặt dễ tránh, đâm sau lưng khó phòng. Chuyện này ầm ĩ đến đây thôi, có thể kết thúc được rồi, bảo ông thất dập đầu nhận lỗi đi. Cốc chủ. Đại trưởng lão nghe xong vội đứng bật dậy, Dược Vương cốc của chúng ta. Nửa năm tới, đừng đi huênh hoang khoác lác nữa, tỏ ra yếu kém cũng không phải thật sự yếu kém, tình thế chưa rõ, trạng thái mơ hồ. Đừng tùy ý đi khiêu chiến kẻ địch. Dược sư Hoàng thản nhiên nói. Nhưng, đại trưởng lão vẫn không cam tâm, bảo thất trưởng lão dập đầu xin lỗi thì Dược Vương cốc còn mặt mũi nào nữa đây? Chỉ khi người khác đều cho rằng ông không đáng quan tâm, không đáng trở thành đối thủ thì ông mới an toàn. Thể diện so với tính mạng thì cái nào quan trọng hơn? Đã từng này tuổi rồi, đừng như một đứa trẻ nữa. Đi đi. Dược sư Hoàng khẽ nhíu mày, vẫy tay với đại trưởng lão. Mãi khi bước xuống đình nghỉ mát, đại trưởng lão mới đột nhiên hiểu ra. Hóa ra, làm như vậy là để cho tất cả mọi người đều biết, thậm chí ngay cả vua Bắc Lương đã bị đoạt quyền cầm binh thì Dược Vương cốc cũng chịu bó tay không có cách gì trị được, việc này chính là đang tỏ ra yếu kém. Hơn nữa, là cố ý tỏ ra yếu kém cho thiên hạ xem. Chương 1102 quả thật là không thỏa đáng. Đại trưởng lão nặng nề gật đầu, cuối cùng cũng hiểu được ý định của Dược sư Hoàng, trong lòng nhất thời sáng tỏ thông suốt, bước chân nhanh hơn đi ra ngoài cửa. Lúc nhận được điện thoại của đại trưởng lão, ngay cả ý nghĩ về cái chết cũng đã xuất hiện trong đầu thất trưởng lão. Không ngờ, Dược Vương cốc lại bảo ông ta dập đầu nhận lỗi thật. Đại trưởng lão, tôi không phục. Thất trưởng lão ôm lấy ngực, suýt chút nữa lại phun ra một ngụm máu. Không phục thì đừng quay về Dược Vương cốc nữa. Đại trưởng lão nói xong lập tức tắt điện thoại, không để cho thất trưởng lão có cơ hội giải thích. Đặt điện thoại xuống, sắc mặt thất trưởng lão xám như cho tàn,
không quay về Dược Vương Cốc thì ông ta còn có thể đi đâu được nữa. Sáng sớm hôm sau, một cảnh tượng khiến cho tất cả mọi người bất ngờ đã diễn ra, chỉ thấy thất trưởng lão quỳ trước cửa tập đoàn Vi Nhan, không ngừng dập đầu. Một đám ông chủ các công ty y dược, cầm lấy hợp đồng đứng phía sau ông ta, xếp thành hai hàng dài đồng loạt quỳ xuống. Thất trưởng lão quỳ xuống như vậy là đại diện cho phái cấp tiến của Dược Vương Cốc, bọn họ đã hoàn toàn bị đè bẹp. Từ ngày hôm nay trở đi, Dược Vương Cốc tuyên bố đóng cửa nửa năm, trong vòng nửa năm, sẽ không có bất kỳ liên hệ gì với bên ngoài. Tiêu Chính Văn khẽ híp mắt lại khi nhìn thấy thông tin này trên báo, trong lòng tự nhủ quả nhiên là túc trí đa mưu. Cùng lúc đó, ông Lạc và Thiên Tử ở Long Kinh cũng đọc được tin tức này. Thiên Tử, cậu xem kìa, Tiêu Chính Văn ngang ngược ngông cuồng quá. Dược Sư Hoàng là bạn của Thiên Tử cũ, tên Tiêu Chính Văn này thì hay rồi, lại bắt thất trưởng lão của Dược Vương Cốc quỳ xuống đường dập đầu. Ông Lạc trút hết những bất mãn trong lòng. Quả thật là không thỏa đáng. Mặt Thiên Tử không biến sắc, đặt tờ báo sang một bên. Thiên Tử, người này đã mất chức vụ trong quân đội mà còn dám như vậy, rõ ràng sức ảnh hưởng của hắn vẫn còn. Theo tôi thấy, để an toàn phải triệu hồi hắn về Long Kinh, giam cầm hắn ở phủ đệ ở Long Kinh. Ông Lạc đề nghị. Ánh mắt Thiên Tử hờ hững liếc nhìn ông Lạc, lắc đầu nói cả nhà họ Tiêu đều là anh hùng trung liệt, Tiêu Chính Văn lại trẻ tuổi sôi sục, khó tránh khỏi có những hành động quá khích, không thể vì vậy mà giam cầm hắn, như vậy sẽ khiến lòng các quan chức nguội lạnh. Ông Lạc dè dặt ngẩng đầu nhìn Thiên Tử, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Vài ngày sau, chuyện thất trưởng lão của Dược Vương Cốc dập đầu xin lỗi tập đoàn Vi Nhan mới lặng xuống. Còn Dược Vương Cốc cũng theo đó mà mờ nhạt dần trong tầm mắt người khác. Tập đoàn Vi Nhan vì có được thỏa thuận hợp tác với tập đoàn Y Dược Mỹ Liên nên danh tiếng cứ thế vang xa. Các công ty tìm đến muốn hợp tác nườm nượp không dứt. Buổi sáng hôm nay, Khương Vi Nhan vừa tiễn mấy tổng giám đốc tới từ Long Kinh, đang vươn vai định đi nghỉ ngơi một lúc. Sếp Khương, có một ông chủ họ Lý nói muốn gặp cô, hình như là muốn đầu tư vào công ty chúng ta. Tô Tĩnh mỉm cười đẩy cửa bước vào. Hả, đầu tư sao, đưa ông ta đến phòng tiếp khách, chờ một lát tôi tới ngay. Nhìn Khương Vi Nhan mỗi ngày đều bận rộn như vậy, Tiêu Chính Văn bước lên trước một bước nói, để anh giúp em xử lý mấy tài liệu này, em qua đó đi. Khương Vi Nhan ngẩng đầu lên liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Cảm thấy rất có lỗi, mấy ngày gần đây chẳng có thời gian bên cạnh anh và Nana nữa, sớm biết như vậy thì đã không ký thỏa thuận đó rồi. Tiêu Chính Văn bật cười lắc đầu, bận một khoảng thời gian rồi sẽ ổn thôi, đi gặp khách hàng đi. Khương Vi Nhan vươn vai thật lâu, lê cơ thể mệt mỏi tới phòng tiếp khách. Lúc này, một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng đã ngồi chờ sẵn trong phòng. Thấy Khương Vi Nhan đẩy cửa bước vào. Ông ta vội đứng dậy, rất lịch sự nói, sếp Khương, xin chào, tôi tên là Lý Quốc Hào, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Đầu tư Tinh Hải. Xin chào sếp Lý, xin hỏi có gì dạy bảo. Khương Vi Nhan ngồi xuống trước mặt Lý Quốc Hào, rồi hỏi. Sếp Khương, công ty của chúng tôi hy vọng có thể mua lại 5% cổ phần của quý công ty với giá 5 tỷ tệ. Lý Quốc Hào nói với vẻ mặt chân thành. Chương 1103 lại có chuyện gì tốt sao? Bỏ ra 5 tỷ tệ chỉ để mua 5% cổ phần sao? Khương Vi Nhan hơi ngạc nhiên, cau mày nói, sếp Lý, tôi không nghe lầm chứ, 5 tỷ, chỉ cần 5% cổ phần của công ty chúng tôi ư. Lý Quốc Hào cười mỉm đáp, đương nhiên cô không nghe lầm rồi, bây giờ tập đoàn Vi Nhan đã trở thành công ty lớn có thể đặt ra luật chơi tại Hoa Quốc, tương lai lại đầy hứa hẹn. Đừng nói là 5%, chỉ cần có thể có được 1% cũng là niềm vinh hạnh của tôi rồi. Thấy nét mặt của Lý Quốc Hào không có gì khác thường, cực kỳ chân thành, sự nghi ngờ trong lòng Khương Vi Nhan cũng vơi bớt đi mấy phần. Ngay sau đó, cô nói với Lý Quốc Hào, sếp Lý, nếu được thì tôi có thể xem bản thỏa thuận thu mua quyền sở hữu cổ phần của ông được không? Lý Quốc Hào tuét miệng cười. Lấy bản thỏa thuận thu mua quyền sở hữu cổ phần đã sớm chuẩn bị từ trong túi công văn ra. Toàn bộ nội dung bản thỏa thuận không có bất kỳ điều khoản bất lợi nào với công ty Vi Nhan.
Hơn nữa, từ đầu tới cuối Lý Quốc Hào đều giữ thái độ thành khẩn, Khương Vi Nhan cũng từ từ buông lỏng tâm lý phòng bị. Hai bên nói chuyện chừng một tiếng, cuối cùng Khương Vi Nhan đã đồng ý với đề nghị của Lý Quốc Hào và ký tên lên bản thỏa thuận. Lý Quốc Hào lập tức chuyển 5 tỷ tệ tiền vốn sang tên công ty Vi Nhan, không hề chậm chạp lề mề. Toàn bộ quá trình thu mua quyền sở hữu cổ phần chưa đến 2 tiếng đã kết thúc. Khương Vi Nhan cầm bản thỏa thuận trong lòng, vô cùng vui vẻ trở về phòng làm việc, nói với Tiêu Chính Văn, chồng ơi! Có bánh từ trên trời rơi xuống này. Ồ, lại có chuyện gì tốt sao? Tiêu Chính Văn cười híp mắt, hỏi. Có thể nói mấy ngày gần đây tập đoàn Vi Nhan liên tục gặp chuyện tốt, Tiêu Chính Văn cũng đã quen với điều đó. 5 tỷ tệ đấy, vừa đúng lúc công ty chúng ta cần vốn để mở rộng sản xuất và nghiên cứu phát triển, kết quả bỗng dưng có người, gửi tặng, 5 tỷ tệ thu mua cổ phần của công ty chúng ta. Bọn họ chỉ cần 5% quyền sở hữu cổ phần, là 5% đó. Khương Vi Nhan không kìm được sự kích động, mở bản thỏa thuận ra cho Tiêu Chính Văn coi một lượt, còn chỉ vào điều khoản trên đó, nói, không có điều khoản nào bất lợi với chúng ta cả, chắc chắn là tặng tiền luôn rồi. Không gian trá không phải thương nhân, ông ta còn nắm trong tay 5% mạng lưới mạch máu xuất khẩu y dược của Hoa Quốc, quả thật là không ít. Tiêu Chính Văn cười nói. Chỉ dựa trên bản thỏa thuận này thì đúng là không nhìn ra bất kỳ điểm mờ ám nào. Lúc này, trong một căn phòng làm việc được trang trí xa hoa ở Giang Trung. Lý Quốc Hào vô cùng cung kính đứng cạnh một người đàn ông trẻ tuổi, nói, thưa cậu chủ Đông Phương, tôi đã làm như cậu sắp xếp, chuyển tiền đi rồi, đây là bản thỏa thuận quyền sở hữu cổ phần. Đông Phương Viêm nhận bản thỏa thuận quyền sở hữu cổ phần từ tay Lý Quốc Hào, khóe miệng hơi nhếch lên, cười khẩy nói, theo quan sát của ông thì thực lực công ty bọn họ như thế nào? Lý Quốc Hào trầm tư hồi lâu, lắc đầu nói, theo tôi thấy thì chắc hẳn tài sản tổng thể không vượt qua 10 tỷ tệ, đánh giá cao hơn giá thị trường một chút thì khoảng tầm 40 đến 50 tỷ tệ. Nếu không thì Khương Vi Nhan đã không tỏ vẻ vui mừng, hơn nữa còn đưa ra quyết định cho phép chúng ta thu mua quyền sở hữu cổ phần nhanh như thế. Đông Phương Viêm nở nụ cười hài lòng. Cái giá 5 tỷ tệ này là quân cờ mà Đông Phương Viêm ném ra để dò đường. Mục đích chính là sau khi Lý Quốc Hào trở thành cổ đông sẽ nắm được danh sách các quản lý cấp cao của toàn bộ công ty. Trong vòng 3 ngày có thể lấy được toàn bộ danh sách nhân viên quản lý cấp cao của công ty Vi Nhan không? Đông Phương Viêm thưởng thức rượu vang, thản nhiên nói. Thưa cậu chủ, không cần tới 3 ngày, sáng mai tôi sẽ yêu cầu bọn họ cung cấp danh sách nhân viên quản lý cấp cao của công ty. Dù gì tôi cũng là cổ đông nắm trong tay 5% quyền sở hữu cổ phần, tôi có quyền được biết tình hình bộ phận quản lý của công ty. Lý Quốc Hào nghiêm nghị nói. Sáng ngày hôm sau, Lý Quốc Hào lại tới công ty Vi Nhan, ngỏ lời với Khương Vi Nhan là mình cần phải lấy một bản danh sách nhân viên quản lý cấp cao của công ty Vi Nhan, để hoàn tất hồ sơ đầu tư sau khi quay về công ty. Chương 1104 Phó Giám đốc Kiều mất mạng. Khương Vi Nhan cũng không nghi ngờ gì. Dù sao mọi người cũng đều làm như vậy, do đó cô đã bảo thư ký đưa một bản danh sách nhân viên quản lý cấp cao cho Lý Quốc Hào. Đông Phương Viêm nhìn bản danh sách này trong tay liền nở nụ cười đắc ý. Hắn thuận tay lấy bút đỏ ra, khoanh một vòng ở cái tên Đỗ Khải Phong rồi đưa cho Lý Quốc Hào, nói ông lôi kéo người này về phe chúng ta. Lý Quốc Hào khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi phòng làm việc của Đông Phương Viêm. Chớp mắt đã gần một tuần trôi qua, hàng người dài xếp trước cửa công ty Vi Nhan muốn bàn chuyện hợp tác với công ty cũng dần giảm bớt. Cuối cùng Khương Vi Nhan cũng đã trải qua hết một tuần bận rộn nhất. Chồng ơi, cuối cùng cũng xong rồi, tối nay chúng ta tìm nhà hàng nào đó đẹp mắt, ăn bữa tối chúc mừng, anh thấy thế nào? Khương Vi Nhan vươn vai, nắm tay lại nói. Tiêu Chính Văn vừa định gật đầu, nhưng trong ánh sáng rực rỡ của nắng chiều tà, đột nhiên một tia sáng cực kỳ chói mắt xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt Tiêu Chính Văn. Súng bắn tỉa. Đây là vệt sáng khúc xạ đặc thù của ống ngắm tầm ngắm cao của súng bắn tỉa. Vi Nhan, nằm xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa bổ nhào về phía Khương Vi Nhan. Bằng.
Cùng lúc đó, một tiếng súng vang lên. Nhưng kính thủy tinh trong phòng làm việc của Khương Vi Nhan không hề xuất hiện bất kỳ vết tích hư hại nào. Khương Vi Nhan nghe thấy tiếng súng cũng sợ hết hồn, cô vội trốn xuống dưới bàn làm việc. Mặc dù cô đã có thực lực cảnh giới chủ soái, nhưng lúc này cô lại đang mang thai nên hầu như không khác gì với các cô gái bình thường. Xảy ra chuyện gì vậy? Mặc dù Khương Vi Nhan hơi khiếp sợ nhưng bản thân là cường giả chủ soái, tâm lý của cô đã còn là Khương Vi Nhan yếu đuối kia từ lâu rồi. Tiêu Chính Văn nghiêng đầu nhìn về hướng 10 giờ, chỉ thấy trên tòa cao ốc đối diện, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đang xoay người rời đi. Sếp Khương, không xong rồi. Phó Giám đốc Kiều, ông ấy, bị giết rồi. Tô Tĩnh xông vào phòng làm việc Khương Vi Nhan với sắc mặt nhợt nhạt, hoảng sợ hét lớn. Gì cơ? Nghe thấy vậy, Khương Vi Nhan vội vàng đứng dậy từ dưới bàn làm việc, vừa đi ra ngoài vừa nói với Tô Tĩnh, nhanh lên, dẫn tôi đi coi sao. Tiêu Chính Văn cũng xông khỏi phòng ngay. Lúc xuống phòng làm việc ở tầng dưới, cửa phòng làm việc đã chật kín đám nhân viên công ty. Trong phòng làm việc, giữa trán Phó Giám đốc Kiều có một lỗ máu, máu tươi đang chảy ra không ngừng từ cái lỗ đó. Phần tài liệu trước mặt ông ta cũng bị nhuộm đỏ bởi máu. Là người nào làm, Phó Giám đốc Kiều không thể nào có kẻ thù được, ông ấy luôn rất thật thà, chỉ một chiếc lá rơi cũng đã sợ bể đầu. Khương Vi Nhan nhìn Phó Giám đốc Kiều đã mất mạng, cau mày lẩm bẩm. Tiêu Chính Văn tới gần, nhìn xuyên ra ngoài cửa sổ phòng làm việc của Phó Giám đốc Kiều. Vừa nãy, người mà tên súng bắn tỉa muốn nhắm tới chính là Phó Giám đốc Kiều. Chẳng qua chỉ là vừa khéo, ánh sáng mặt trời chiếu lên kính ngắm của hắn nên mới phản chiếu tới phòng làm việc của Khương Vi Nhan. Sếp Khương, vợ của Giám đốc Lý gọi điện tới, Giám đốc Lý bị tai nạn rất nghiêm trọng, cấp cứu không có hiệu quả, đã chết rồi ạ. Đúng lúc này, một trợ lý vội vã chạy vào, báo cáo với Khương Vi Nhan. Chương 1105, điều tra kỹ càng. Nghe tin Giám đốc Lý cũng xảy ra tai nạn, bỗng chốc cả công ty Vi Nhan đều cảm thấy lo sợ. Trong cùng một ngày mà hai nhân viên quản lý cấp cao lần lượt chết oan uổng, rõ ràng là có người đang nhắm vào công ty Vi Nhan. Chỉ là lần này đối phương không nhắm mục tiêu vào người Khương Vi Nhan mà là ra tay với quản lý cấp cao của công ty. Mọi người quay về làm việc trước đi, công ty đã báo chuyện này cho cảnh sát rồi, đội điều tra sẽ tới giải quyết nhanh thôi, mọi người yên tâm làm việc, đừng có gánh nặng về tâm lý. Khương Vi Nhan vội trấn an những nhân viên khác trong công ty. Dù Khương Vi Nhan có nói vậy thì nhân viên công ty vẫn tỏ vẻ sợ hãi, nhao nhao rời đi. Chồng ơi, có khi nào chuyện này có liên quan tới Dược Vương Cốc không? Khương Vi Nhan đang suy ngẫm, lên tiếng hỏi. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu. Chắc chắn chuyện này không có khả năng là do Dược Vương Cốc làm. Người của Dược Vương Cốc dù rất ngông cuồng, mỗi người đều tỏ vẻ hơn người khác một bậc, nhưng Dược Vương Cốc cũng có rất nhiều cao thủ để thực hiện việc giết người như vậy. Hơn nữa, Giám đốc Lý và Phó Giám đốc Kiều đều là người bình thường. Cử bừa một tông sư cũng có thể lấy mạng hai người họ một cách dễ dàng, căn bản không cần phải mời sát thủ. Chắc chắn là có người khác, em đừng lo, anh sẽ cho người điều tra kỹ chuyện này. Dứt lời, Tiêu Chính Văn lấy điện thoại ra, gọi cho Long Ngao. Long Vương. Đầu bên kia điện thoại truyền tới âm thanh cung kính của Long Ngao. Lập tức cử người điều tra kẻ chủ mưu đứng sau gây ra hai vụ tai nạn. Vụ tai nạn xe xảy ra với Giám đốc Lý vào chiều nay và vụ Phó Giám đốc Kiều bị sát hại ở công ty Vi Nhan. Tiêu Chính Văn nói với giọng điệu lạnh như băng. Vâng, thuộc hạ sẽ cử người đi điều tra ngay. Tiêu Chính Văn đặt điện thoại xuống, liếc nhìn thi thể Phó Giám đốc Kiều, trong lòng ngẫm nghĩ. Lúc này, trong một câu lạc bộ cao cấp ở Giang Trung, Lý Quốc Hào khoác tay lên vai hai cô gái trẻ. Ngồi đối diện ông ta là một người đàn ông đeo mắt kính gọng đen khoảng tầm 30 tuổi. Trong lòng người đàn ông đó đang ôm một cô gái trẻ tuổi trang điểm đậm, chìa một tay ra giơ ly rượu nói, sếp Lý, rất cảm ơn sự nâng đỡ của ông, nếu Lý Bình Dương đã chết thật thì tôi có thể thuận lợi trở thành giám đốc bộ phận sản xuất của công ty thay anh ta rồi.
Lý Quốc Hào khẽ cười, lấy điện thoại từ trong túi áo trước ngực ra, mở trang web, tìm kiếm tin tức ở Giang Trung, sau đó đưa cho người đàn ông đối diện, nói, xem đi, cậu Trần. Hắn đã chết không kịp ngáp luôn rồi. Trần Hoài An nhận điện thoại của Lý Quốc Hào, đọc tin tức trên đó, trước tiên hắn hết sức kinh ngạc, sau đó vui mừng, nói, sếp Lý, chuyện này, chẳng lẽ là ông? Ồ, cậu không nên nói lung tung, đây là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Chẳng qua chỉ là tôi báo cho cậu một tiếng, cậu đừng quên giao kèo giữa hai chúng ta. Chương 1106 buổi tiệc của các nhà đầu tư. Lý Quốc Hào cau mày, giành lại điện thoại từ trong tay Trần Hoài An, nói. Trần Hoài An là phó giám đốc bộ phận sản xuất của công ty Vi Nhan, là một người tham lam, dâm dục, có điều lúc ở công ty hắn rất giỏi giả vờ, thậm chí ngay cả ấn tượng của Khương Vi Nhan với hắn cũng không tệ lắm. Nhưng Trần Hoài An vẫn luôn tức giận bất bình sau lưng. Trong tầng lớp quản lý của công ty, chỉ có hắn tốt nghiệp trường đại học có tiếng, vậy mà lại bị Khương Vi Nhan xếp làm việc dưới trướng Lý Bình Dương, người tốt nghiệp đại học hạng 3. Hắn không cho rằng đó là vì Lý Bình Dương dấn thân vào ngành y dược nhiều năm hơn, kinh nghiệm phong phú hơn so với hắn. Ngược lại hắn còn cho rằng Khương Vi Nhan cố ý chèn ép mình. Do đó chưa tới 3 ngày tiếp xúc với Lý Quốc Hào, hắn đã hoàn toàn bán đứng công ty Vi Nhan. Hơn nữa hắn còn đồng ý sau khi hắn được đảm nhiệm vị trí giám đốc bộ phận sản xuất thì sẽ âm thầm động tay với công ty Vi Nhan, giúp Lý Quốc Hào lật đổ công ty Vi Nhan. Còn Lý Quốc Hào cũng đã hứa cho Trần Hoài An lợi ích cực lớn, chỉ cần công ty Vi Nhan đổi chủ, ông ta sẽ chỉ định Trần Hoài An làm phó tổng giám đốc của cả công ty. Nhưng giám đốc Trần này, nếu cậu muốn ngồi trên vị trí phó tổng giám đốc, còn cần giúp chúng tôi làm một việc nữa. Chỉ một vụ án mạng thôi vẫn đủ, phải khiến lòng người dao động, ít nhất là khiến cả công ty đều lo lắng không yên. Lý Quốc Hào nheo mắt lại, nói. Trần Hoài An gật đầu lia lịa, giơ ly rượu với Lý Quốc Hào, rồi nói, sếp Lý, ông yên tâm, giúp ông chính là giúp bản thân tôi. Ừ, giám đốc Trần là một người thông minh. Lý Quốc Hào vừa nói vừa giơ ly rượu lên, cùng ly với Trần Hoài An. Mấy ngày sau đó, nội bộ công ty Vi Nhan đều dậy sóng. Rất nhiều nhân viên quản lý cấp cao thậm chí còn chủ động từ chức, trong một thời gian ngắn, hầu như công ty Vi Nhan đã xuất hiện tình trạng lỗ hổng ở tầng lớp quản lý. Nhưng cũng may, vì công ty Vi Nhan có sức ảnh hưởng trong ngành, đã khác xa trước đó nên những vị trí quản lý cấp cao này đã nhanh chóng được bổ sung. Ngay sau khi sóng gió của công ty Vi Nhan vừa mới lắng xuống, Lý Quốc Hào đã gọi điện tới. Sếp Lý. Khương Vi Nhan nhận điện thoại, nói. Sếp Khương, tối nay mấy nhà đầu tư chúng tôi có tổ chức một buổi tiệc ở Giang Trung, trong đó có hai ông chủ tới từ Long Kinh cũng rất hứng thú với công ty Vi Nhan. Không biết sếp Khương có thời gian không, chúng ta trò chuyện với nhau một lát. Lý Quốc Hào liếc nhìn Đông Phương Viêm ngồi đối diện rồi nói với Khương Vi Nhan ở đầu bên kia điện thoại. Buổi tiệc của các nhà đầu tư, tôi không thấy hứng thú lắm. Mấy ngày nay, gần như Khương Vi Nhan bị chuyện trong công ty làm loạn đến mức sứt đầu mẻ chán. Những sóng gió trong công ty vừa lặng xuống, cô đâu còn tâm trạng dự tiệc gì chứ? Sếp Khương, thật ra mọi người đều muốn bỏ vốn mua chút cổ phần công ty Vi Nhan. Tôi biết dạo gần đây xuất hiện sự thay đổi nhân sự rất lớn trong công ty, nhưng cũng không ảnh hưởng tới triển vọng của công ty. Chương 1107, đặt chân vào Hoa Quốc đều phải chết. Hơn nữa, vì để mối quan hệ hợp tác giữa chúng ta càng thêm tốt đẹp, sau này nếu gặp khó khăn gì, có những nhà đầu tư giàu có này chống lưng thì trong lòng chúng ta cũng tự tin hơn. Lý Quốc Hào nói với giọng điệu vô cùng thành khẩn. Sau khi nghe Lý Quốc Hào khuyên nhủ, cuối cùng Khương Vi Nhan đã đồng ý. Buổi tối hôm đó, Khương Vi Nhan tới nhà hàng Túy Tiên Lâu đúng giờ theo lời hẹn của Lý Quốc Hào. Khương Vi Nhan đẩy cửa bước vào phòng bao, nhìn thấy chỉ có Lý Quốc Hào và một người đàn ông trẻ tuổi đeo mắt kính gọng vàng trong phòng. Cô khẽ cau mày nói, sếp Lý, buổi tiệc của nhà đầu tư mà ông nói, chỉ có 3 người chúng ta thôi sao? Nghe thấy vậy, Lý Quốc Hào vội nở nụ cười đứng dậy nói, sếp Khương. Đừng hiểu lầm, phạm vi các nhà đầu tư chúng tôi rất nhỏ, hơn nữa, người biết chuyện rót vốn vào công ty Vi Nhan càng ít thì người cướp miếng bánh ngọt cũng sẽ ít hơn.
Nói xong, Lý Quốc Hào vội đứng thẳng dậy, đóng kín cửa phòng bao, rồi giúp Khương Vi Nhan kéo ghế ra, nói, đây là Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư Đông Phương, Đông Phương Viêm. Đông Phương Viêm nở nụ cười, đứng dậy, vô cùng ga lăng đưa tay ra với Khương Vi Nhan, chào sếp Khương, Đông Phương Viêm tôi rất hân hạnh được gặp cô. Thấy Đông Phương Viêm nho nhã lễ độ, xuất phát từ thái độ lịch sự, Khương Vi Nhan cũng đứng lên bắt tay với Đông Phương Viêm nói, chào anh. Sau khi ngồi xuống, Đông Phương Viêm mỉm cười nói, sếp Khương, bây giờ tập đoàn Vi Nhan phát triển rất nhanh, tập đoàn tài chính Đông Phương chúng tôi có ý muốn đầu tư vào tập đoàn Vi Nhan, không biết sếp Khương còn bao nhiêu cổ phần, có thể nhượng lại cho tập đoàn tài chính Đông Phương không? Đông Phương Viêm rất khéo ăn nói, không hề tỏ ra mình muốn gì ở Khương Vi Nhan. Nhìn bề ngoài thì có vẻ Đông Phương Viêm thật sự muốn bàn bạc công việc với Khương Vi Nhan. Nhưng thực tế thì Đông Phương Viêm không chỉ thèm muốn Khương Vi Nhan mà còn muốn diệt gọn tập đoàn Vi Nhan. Từ đó đả kích Tiêu Chính Văn khiến Tiêu Chính Văn thất bại trong trận chiến võ đài với Viên Hỗn Thiên cụ tổ nhà họ Viên vào 2 tháng sau. Nhân cơ hội này đưa Tiêu Chính Văn vào chỗ chết lần nữa. Thông thường khi người mà mình yêu nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì bất kỳ ai cũng không thể đứng ngoài cuộc, tâm lý chắc chắn sẽ bị đả kích nặng nề. Đông Phương Viêm nghĩ đến điều này nên muốn tàn nhẫn đánh đòn tâm lý, đánh bại tinh thần Tiêu Chính Văn. Tôi tạm thời chưa thể trả lời vấn đề này, dù sao trước giờ tập đoàn Vi Nhan vẫn là công ty có vốn riêng, chưa từng nghĩ đến chuyện mở rộng cổ phần. Khương Vi Nhan điềm nhiên nói. Vừa đề nghị đã bị từ chối, mặt Đông Phương Viêm đổi sắc nhưng hắn vẫn không tỏ ra tức giận mà chỉ nhẹ nhàng vỗ tay. Tiếng vỗ tay vừa dứt, 20 mấy phục vụ bưng đồ ăn vào phòng bao. Lúc này trong một tòa nhà nhỏ bỏ hoang ở ngoại ô Giang Trung, 10 mấy đàn ông người nước ngoài mặc đồ rằn di đang ngồi quanh đống lửa dưới đất nướng bánh mì và thịt bò đóng hộp. Một người đàn ông trung niên răng hơi ố vàng trong đó nghiến răng cười khẩy nói, ngày mai tiếp tục cố ý tạo ra 5 vụ tai nạn nữa để người tập đoàn Vi Nhan phải sợ hãi. Một người thanh niên đội mũ lưỡi chai bên cạnh đang lau khẩu súng bắn tỉa của mình nói, thật ra chiều hôm đó tôi hoàn toàn có cơ hội bắn chết Khương Vi Nhan rồi. Chương 1108 trên mái nhà có người. Tiếc là đã để cô ta thoát được, thật không thể hiểu được đám người Hoa Quốc này đang nghĩ gì nữa. Người đội mũ lưỡi chai nói thế khiến người đàn ông trung niên chửi giống lên, khốn kiếp. Chúng ta là lính đánh thuê, nhận tiền làm việc, đây là quy tắc. Nhà họ Đông Phương bảo chúng ta giết ai thì chỉ cần giết chết người đó thôi, lảm nhảm nhiều lời làm gì. Thanh niên đội mũ lưỡi chai cười gằn, lấy một chai bia ở bên cạnh rồi ngửa đầu lên uống một hớp nhỏ. Nhưng sau đó bụi từ nóc nhà rơi xuống, mặt thanh niên đội mũ lưỡi chai thoáng qua vẻ cảnh giác. Không ổn, trên mái nhà có người. Thanh niên mũ lưỡi chai dùng ngón tay chạm vào bụi rơi xuống từ mái nhà lớn tiếng nói. Hả? 10 mấy tên lính đánh thuê khác cũng đồng loạt đứng dậy. Thực lực của chúng không yếu, nếu đối phương ở trên mái nhà thì tại sao chúng không cảm nhận được? Không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào, Gaston, có phải cậu đa nghi quá rồi không? Căn nhà này đã nát lắm. Phụt! Người đàn ông trung niên chưa nói hết câu thì một con dao quân đội 5 cạnh từ đỉnh đầu đâm thẳng vào người hắn. Levin, anh! Một tên lính đánh thuê bên cạnh người đàn ông trung niên vừa vỗ vai hắn thì hắn ngã nhào xuống đất. Ai? Thanh niên đội mũ lưỡi chai vẫn im lặng nãy giờ vội vàng lùi vào trong góc, sau đó giơ súng bắn tỉa lên nhắm chuẩn xác vào lỗ nhỏ mà con dao quân đội 5 cạnh xuyên qua trên mái nhà. 10 mấy tên lính đánh thuê khác cũng giơ dao lên. Dám đến công ty của tôi giết người mà lại không biết tôi là ai à? Nhưng hình như đoàn lính đánh thuê hèn nhát các người đã quên một điều cấm kỵ rồi phải không? Một giọng nói lạnh như băng vang lên từ ngoài cửa. Cùng lúc đó con dao quân đội 5 cạnh vừa đâm qua người tên trung niên đó bỗng như vật sống lập tức lao ra khỏi người hắn, cuối cùng rơi vào tay một người thanh niên trẻ. Anh là ai? Một tên lính đánh thuê có râu quai nón chĩa dao về phía Tiêu Chính Văn. Anh ta là Tiêu Chính Văn. Trước kia lúc ám sát phó giám đốc Kiều, thanh niên mũ lưỡi chai từng gặp Tiêu Chính Văn, vậy nên hắn không lạ gì Tiêu Chính Văn nữa.
các anh đã quên thỏa thuận giữa Điện Thần Long và Hiệp hội lính đánh thuê quốc tế rồi à? Tiêu Chính Văn vừa lạnh lùng nói vừa vững vàng cất bước đi vào căn nhà cũ nát. Anh có quan hệ gì với Điện Thần Long? Một tên lính đánh thuê khác nhíu mày nói. 3 năm trước, lính đánh thuê các nước cả gan giết vô số người trong lãnh thổ Hoa Quốc. Điện Thần Long bỗng dưng ra tay, nhiều đoàn lính đánh thuê đều bỏ mạng dưới tay Điện Thần Long, thậm chí rất nhiều đoàn lính đánh thuê chạy thoát về nước nhưng vẫn bị Điện Thần Long đuổi giết. Cuối cùng Hiệp hội lính đánh thuê ra mặt thỏa thuận với Điện Thần Long, lính đánh thuê các nước không bao giờ đặt chân vào Hoa Quốc, nếu vi phạm thì dù Điện Thần Long có đuổi giết đám lính đánh thuê vượt biên đến tận chân trời góc biển thì Hiệp hội lính đánh thuê tuyệt đối không ra mặt giải quyết nữa. Long Vương. Tiêu Chính Văn bình thản bật ra hai chữ. Long Vương. Cả đoàn lính đánh thuê đều giật mình, Tiêu Chính Văn thế mà lại là Long Vương trong lời đồn đó sao? Chương 1109, trong trà có độc. Chán đám lính đánh thuê ướt đẫm mồ hôi lạnh. Long Vương xuất hiện thì chắc chắn cao thủ của Điện Thần Long sẽ ở xung quanh đây. Chỉ dựa vào mấy người bọn chúng thì đâu phải là đối thủ của cường giả Điện Thần Long. Đừng nghe anh ta nói nhảm, quanh đây không có ai cả, anh ta không phải là Long Vương. Thanh niên mũ lưỡi chai dùng kính viễn vọng của súng bắn tỉa quan sát xung quanh một lúc lâu, sau đó kiên định nói. Dù anh có là Long Vương thì một mình đến đây cũng là đâm đầu vào chỗ chết. Đúng thế, giết chết Long Vương thì không còn Điện Thần Long nữa. Mọi người bao vây lấy hắn. Mười mấy người lập tức tản ra bao vây Tiêu Chính Văn lại. Mặc dù trong đám lính đánh thuê này, người mạnh nhất chỉ mới là chiến thần địa cấp 3 sao. Nhưng vì cùng nhau hành động quanh năm suốt tháng nên chúng phối hợp rất ăn ý. Trong mắt bọn chúng, dù là Long Soái 5 sao cũng chưa chắc đã có thể đánh bại bọn chúng. Tiêu Chính Văn là Long Soái 5 sao của Hoa Quốc, chuyện này không còn là bí mật nữa, chỉ giao đấu với một Long Soái 5 sao thì chúng vẫn còn hy vọng rất lớn. Các anh còn dám phản kháng à? Tiêu Chính Văn lạnh lùng đảo mắt nhìn mấy tên lính đánh thuê. Ha ha, có lẽ hôm nay người phải bỏ mạng là anh đấy. Nhiệm vụ của chúng tôi vốn dĩ không có tên anh, nhưng nếu anh đã tự dâng mình đến thì đầu của anh xem như là quà tặng kèm đi. Thanh niên mũ lưỡi chai nói xong liền giơ súng bắn tỉa lên nhắm vào giữa trán Tiêu Chính Văn, sau đó bóp cò. Hai người chỉ đứng cách nhau chưa đến 10 mét. Thanh niên đó tự tin cho rằng Tiêu Chính Văn tuyệt đối không tránh được viên đạn này. Dù anh may mắn thoát được thì cũng không trốn được vòng vây của mười mấy người xung quanh. Ngay lúc nổ súng, hắn như đã nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Chính Văn chết thảm dưới họng súng của mình. Bằng! Khẩu súng bắn tỉa đặc biệt tóe ra tia lửa, một đầu đạn có đường kính 1 cm lóe lên ánh lửa lao về phía trán Tiêu Chính Văn. Mấy tên lính đánh thuê còn lại cũng nở nụ cười hiểm ác, nhìn chăm chăm vào Tiêu Chính Văn. Bất kể anh có chạy đường nào thì cũng phải đối mặt với vòng vây của mười mấy người. Đây! Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Chính Văn đã bị bắn chết, hoặc đã chạy trốn sang một bên, thì một cảnh tượng khiến bọn chúng kinh ngạc đã xảy ra. Viên đạn của súng bắn tỉa xoay với tốc độ cực nhanh đó bỗng phát ra tiếng kêu cót két rồi dừng lại giữa không trung. Trước mặt Tiêu Chính Văn, cách chưa đầy 3 cm, dường như có một bức tường không khí đã cản viên đạn lại. Chuyện này, thanh niên đội mũ lưỡi chai thậm chí không dám tin cảnh tượng mà hắn đang nhìn thấy trước mắt. Hắn đang đứng ở phim trường quay phim ảo thuật sao? Chương 1110 không biết thật sao? Anh không chỉ là cường giả cảnh giới chủ soái 5 sao. Lúc này, những tên lính đánh thuê này mới bừng tỉnh. Đây hoàn toàn không phải là thực lực của cảnh giới chủ soái. Đây là thực lực mà chỉ cảnh giới thiên vương mới có được. Long Vương của Điện Thần Long đã vượt qua 5 sao. Đã không phải từ lâu rồi. Tiêu Chính Văn lạnh giọng nói. Sau đó. Vút. Tiêu Chính Văn khẽ xua tay, viên đạn lập tức chuyển hướng bắn ngược trở lại với tốc độ cực nhanh. Phắc. Tên đội mũ lưỡi chai chửi thề rồi vội nghiêng người sang trái. Nhưng động tác của hắn quá chậm, viên đạn đã xuyên qua vai hắn. Á!
Tên đội mũ lưỡi chai đột nhiên hét lên một tiếng, bịt chặt vai rồi ngã lăn xuống đất. Ực! Những tên lính đánh thuê vây quanh Tiêu Chính Văn đều đồng loạt nuốt nước bọt. Lúc này, dường như không phải bọn chúng vây quanh Tiêu Chính Văn, mà là Tiêu Chính Văn đang vây quanh bọn chúng. Đừng hoảng sợ, chúng ta có nhiều người như vậy, lẽ nào lại không phải là đối thủ của một mình hắn sao? Ngay khi tên lính đánh thuê có râu quai nón dứt lời, một luồng ánh sáng lạnh lẽo đã tấn công vào sau đầu hắn. Khoảnh khắc tất cả mọi người đang kinh hãi, Tiêu Chính Văn đã ném ra con dao quân đội năm cạnh. Chỉ có điều, lần này, anh muốn thử dùng chiêu hiểm ngự vật. Vì vậy, con dao quân đội năm cạnh lặng lẽ vòng ra sau lưng tên có râu quai nón, rồi bất ngờ tấn công vào phía sau đầu của hắn. Vụt! Cùng với âm thanh trầm bổng, một mũi tên máu đã xuyên qua mắt trái của tên lính đánh thuê có râu quai nón. Sau đó, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, khi vòng ra, con dao đã đâm vào một tên lính đánh thuê khác. Con dao quân đội năm cạnh giống như có linh tính, bay thành những đường ngoằn ngoèo xung quanh mười mấy tên lính đánh thuê, sau mấy lần ra ra vào vào, mười mấy tên lính đánh thuê thậm chí chưa kịp có phản ứng đã lần lượt ngã lăn ra đất. Chỉ có tên lính đánh thuê cầm súng Tiểu Liên cuối cùng là run bần bật đứng yên tại chỗ. Binh đoàn lính đánh thuê Hamster, tổng cộng có 13 người, lúc này chỉ còn mỗi hắn và tên đội mũ lưỡi chai bị thương nặng đang nằm dưới đất. Không, đừng giết tôi sẽ rời khỏi Hoa Quốc ngay lập tức và không bao giờ quay lại nữa. Tên lính đánh thuê đó lập tức quỳ xuống đất và ném khẩu Tiểu Liên sang một bên. Tiêu Chính Văn cực kỳ hài lòng với hiệu quả tấn công của chiêu thức ngự vật, hơn nữa, hiệu quả mà nó đem lại thực sự ngoài mong đợi. Tuy sức chiến đấu của mấy chục tên lính đánh thuê này không cao, nhưng dù sao bọn chúng cũng là cường giả cấp chiến thần, ngay cả bọn chúng cũng không có thời gian để phản ứng, điều này chứng tỏ tính che giấu của chiêu thức này thực sự rất lợi hại. Sau khi quệt vết máu gây ra bởi con dao quân đội năm cạnh trên thi thể của một tên lính đánh thuê, Tiêu Chính Văn thờ ơ nói đi, ai cử các người tới đây? Tôi không biết, người của Hiệp hội lính đánh thuê đã liên lạc với chúng tôi không có quyền được biết ai là ông chủ đứng sau. Dưới ánh nhìn lạnh như băng của Tiêu Chính Văn, tên lính đánh thuê đó đã tè ra quần tại chỗ. Hắn là một tên lính đánh thuê với sức chiến đấu cấp chiến thần, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình cận kề với cái chết như vậy. Không biết thật sao? Anh không chỉ là cường giả cảnh giới chủ soái năm sao. Lúc này, những tên lính đánh thuê này mới bừng tỉnh. Đây hoàn toàn không phải là thực lực của cảnh giới chủ soái. Đây là thực lực mà chỉ cảnh giới thiên vương mới có được. Long vương của điện thần Long đã vượt qua năm sao. Đã không phải từ lâu rồi. Tiêu Chính Văn lạnh giọng nói. Sau đó. Vút. Tiêu Chính Văn khẽ xua tay, viên đạn lập tức chuyển hướng bắn ngược trở lại với tốc độ cực nhanh. Phắc! Tên đội mũ lưỡi chai chửi thề rồi vội nghiêng người sang trái. Nhưng động tác của hắn quá chậm, viên đạn đã xuyên qua vai hắn. Á! Tên đội mũ lưỡi chai đột nhiên hét lên một tiếng, bịt chặt vai rồi ngã lăn xuống đất. Ực! Những tên lính đánh thuê vây quanh Tiêu Chính Văn đều đồng loạt nuốt nước bọt. Lúc này, dường như không phải bọn chúng vây quanh Tiêu Chính Văn, mà là Tiêu Chính Văn đang vây quanh bọn chúng. Đừng hoảng sợ, chúng ta có nhiều người như vậy, lẽ nào lại không phải là đối thủ của một mình hắn sao? Ngay khi tên lính đánh thuê có râu quai nón dứt lời, một luồng ánh sáng lạnh lẽo đã tấn công vào sau đầu hắn. Khoảnh khắc tất cả mọi người đang kinh hãi, Tiêu Chính Văn đã ném ra con dao quân đội năm cạnh. Chỉ có điều, lần này, anh muốn thử dùng chiêu hiểm ngự vật. Vì vậy, con dao quân đội năm cạnh lặng lẽ vòng ra sau lưng tên có râu quai nón, rồi bất ngờ tấn công vào phía sau đầu của hắn. Vụt! Cùng với âm thanh trầm bổng, một mũi tên máu đã xuyên qua mắt trái của tên lính đánh thuê có râu quai nón. Sau đó, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, khi vòng ra, con dao đã đâm vào một tên lính đánh thuê khác. Con dao quân đội năm cạnh giống như có linh tính, bay thành những đường ngoằn ngoèo xung quanh mười mấy tên lính đánh thuê, sau mấy lần ra ra vào vào, mười mấy tên lính đánh thuê thậm chí chưa kịp có phản ứng đã lần lượt ngã lăn ra đất.
chỉ có tên lính đánh thuê cầm súng tiểu liên cuối cùng là run bần bật đứng yên tại chỗ. Binh đoàn lính đánh thuê Hamster, tổng cộng có 13 người, lúc này chỉ còn mỗi hắn và tên đội mũ lưỡi chai bị thương nặng đang nằm dưới đất. Không, đừng giết tôi sẽ rời khỏi Hoa Quốc ngay lập tức và không bao giờ quay lại nữa. Tên lính đánh thuê đó lập tức quỳ xuống đất và ném khẩu tiểu liên sang một bên. Tiêu Chính Văn cực kỳ hài lòng với hiệu quả tấn công của chiêu thức ngự vật, hơn nữa, hiệu quả mà nó đem lại thực sự ngoài mong đợi. Tuy sức chiến đấu của mấy chục tên lính đánh thuê này không cao, nhưng dù sao bọn chúng cũng là cường giả cấp chiến thần, ngay cả bọn chúng cũng không có thời gian để phản ứng, điều này chứng tỏ tính che giấu của chiêu thức này thực sự rất lợi hại. Sau khi quệt vết máu gây ra bởi con dao quân đội năm cạnh trên thi thể của một tên lính đánh thuê, Tiêu Chính Văn thờ ơ nói đi, ai cử các người tới đây? Tôi không biết, người của Hiệp hội lính đánh thuê đã liên lạc với chúng tôi không có quyền được biết ai là ông chủ đứng sau. Dưới ánh nhìn lạnh như băng của Tiêu Chính Văn, tên lính đánh thuê đó đã tè ra quần tại chỗ. Hắn là một tên lính đánh thuê với sức chiến đấu cấp chiến thần, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình cận kề với cái chết như vậy. Không biết thật sao? Tiêu Chính Văn nhướng mày. Đừng giết tôi, chúng tôi. Hắn còn chưa nói xong, cái tát của Tiêu Chính Văn đã giáng mạnh xuống đỉnh đầu hắn khiến hắn chết ngay tại chỗ mà không kịp nói lời nào. Tên đội mũ lưỡi chai đang lăn dưới đất. Nhưng đột nhiên, xung quanh trở nên yên tĩnh đến mức khiến hắn kinh hãi, hắn vội quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn, thấy thi thể của đồng bọn nằm la liệt dưới đất, đồng tử của hắn không khỏi co lại. Á! Không đợi hắn hét lên, một bàn chân to đã giẫm lên đầu hắn. Cảm giác khi giết người nhất định là rất tuyệt nhỉ, nhưng anh đã bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ bị giết chưa? Dứt lời, Tiêu Chính Văn giẫm mạnh chân xuống, mà không đợi hắn trả lời. Rắc! Tên đội mũ lưỡi chai lập tức vỡ sọ, não bắn cả ra ngoài, chết thảm ngay tại chỗ. Tiêu Chính Văn tiện tay xách một thùng xăng đặt bên cạnh tưới lên những xác chết đó, sau đó châm một điếu thuốc, rồi ném bật lửa vào xác chết. Bùm! Ngọn lửa hừng hực phút lên trời. Tiêu Chính Văn nhả ra một vòng khói, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rưỡi tối, anh lấy điện thoại ra gọi cho Khương Vi Nhan. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không nhấc máy. Hả? Tiêu Chính Văn cau mày. Trước đó, Khương Vi Nhan đã gửi một tin nhắn cho Tiêu Chính Văn trước khi đến Túy Tiên Lâu. Tiêu Chính Văn cũng biết Khương Vi Nhan đang bàn chuyện làm ăn với Lý Quốc Hào trong phòng bao 502 của Túy Tiên Lâu. Nhưng bàn chuyện làm ăn kiểu gì mà thậm chí không thể nghe điện thoại. Trong lòng Tiêu Chính Văn lập tức có dự cảm chẳng lành. Anh vội nhảy khỏi tầng 2, rồi lao nhanh về phía Túy Tiên Lâu. Lúc này, Lý Quốc Hào và Đông Phương Viêm đang mời Khương Vi Nhan uống rượu, nhưng Khương Vi Nhan kiên quyết từ chối, dù sao thì cô đang mang thai, không thể uống được rượu. Vì vậy, cô không hề nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi xách. Hai, thất vọng quá, nhưng nếu cô Khương đang mang thai, vậy thì chúng tôi cũng không thể miễn cưỡng, có điều thay rượu bằng trà thì chắc là được chứ nhỉ? Đông Phương Viêm mỉm cười nói. Mặc dù Khương Vi Nhan đã từ chối đến mấy lần, nhưng Đông Phương Viêm vẫn giữ nụ cười trên môi. Hắn tỏ ra là một người cực kỳ lịch lãm và rộng lượng. Điều này cũng khiến Khương Vi Nhan bớt cảnh giác, cô khẽ gật đầu nói, được, vậy tôi sẽ uống một ly trà. Khương Vi Nhan miễn cưỡng đồng ý. Lúc này, Đông Phương Viêm mới cười lớn, nói, vậy mới đúng chứ, dù sao mọi người cũng là dân kinh doanh. Không gặp ở chỗ này thì cũng sẽ gặp ở chỗ khác, sau này mọi người còn phải giúp đỡ lẫn nhau đấy. Nói xong, Đông Phương Viêm cầm bình trà xanh bên cạnh, rót một tách nhỏ rồi đưa cho Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan cầm lấy tách trà và mỉm cười với Đông Phương Viêm, khi cô nâng tách trà lên và định uống cạn thì phát hiện thấy dưới đáy tách trà hơi đục. Tiêu Chính Văn từng làm mẫu cho Khương Vi Nhan thấy, trường hợp nào có độc trong ly và trường hợp nào là không có độc. Rõ ràng trong tách trà này có thuốc độc. Mặc dù Khương Vi Nhan không biết đối phương đã cho thuốc độc gì vào, nhưng cô không thể uống tách trà này. Anh Đông Phương, tôi e là tách trà này có vấn đề.
Vẻ mặt của Khương Vi Nhan đột nhiên trở nên lạnh lùng, cô đặt mạnh tách trà xuống bàn. Hả, có vấn đề sao? Không đến mức đó chứ, bình trà xanh này chỉ vừa mới pha, cô Khương, đừng tìm lý do nữa, mọi người cùng nâng ly thôi. Vẻ mặt của Đông Phương Viêm hơi thay đổi, sau đó hắn lại mỉm cười lịch thiệp, rồi nâng ly rượu lên nói. Đúng vậy, cậu Đông Phương không phải loại người xấu xa như vậy, nào, chúng ta cạn một ly thôi. Lý Quốc Hào cũng nâng ly rượu của mình lên, nói. Không thể nào, nếu ly trà này thật sự không có vấn đề gì, vậy thì mời anh Đông Phương uống trước đã. Khương Vi Nhan nói thẳng, không hề nhượng bộ. Chương 1111 Khương Vi Nhan miễn cưỡng đồng ý. Tiêu Chính Văn nhướng mày. Đừng, đừng giết tôi, chúng tôi. Hắn còn chưa nói xong, cái tát của Tiêu Chính Văn đã giáng mạnh xuống đỉnh đầu hắn khiến hắn chết ngay tại chỗ mà không kịp nói lời nào. Tên đội mũ lưỡi chai đang lăn dưới đất. Nhưng đột nhiên, xung quanh trở nên yên tĩnh đến mức khiến hắn kinh hãi, hắn vội quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Thấy thi thể của đồng bọn nằm la liệt dưới đất, đồng tử của hắn không khỏi co lại. Á! Không đợi hắn hét lên, một bàn chân to đã giẫm lên đầu hắn. Cảm giác khi giết người nhất định là rất tuyệt nhỉ, nhưng anh đã bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ bị giết chưa? Dứt lời, Tiêu Chính Văn giẫm mạnh chân xuống, mà không đợi hắn trả lời. Rắc! Tên đội mũ lưỡi chai lập tức vỡ sọ, não bắn cả ra ngoài, chết thảm ngay tại chỗ. Tiêu Chính Văn tiện tay xách một thùng xăng đặt bên cạnh tưới lên những xác chết đó, sau đó châm một điếu thuốc, rồi ném bật lửa vào xác chết. Bùm! Ngọn lửa hừng hực phút lên trời. Tiêu Chính Văn nhả ra một vòng khói, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rưỡi tối, anh lấy điện thoại ra gọi cho Khương Vi Nhan. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không nhấc máy. Hả? Tiêu Chính Văn cau mày, trước đó, Khương Vi Nhan đã gửi một tin nhắn cho Tiêu Chính Văn trước khi đến Túy Tiên Lâu. Tiêu Chính Văn cũng biết Khương Vi Nhan đang bàn chuyện làm ăn với Lý Quốc Hào trong phòng bao 502 của Túy Tiên Lâu. Nhưng bàn chuyện làm ăn kiểu gì mà thậm chí không thể nghe điện thoại. Trong lòng Tiêu Chính Văn lập tức có dự cảm chẳng lành. Anh vội nhảy khỏi tầng 2, rồi lao nhanh về phía Túy Tiên Lâu. Lúc này, Lý Quốc Hào và Đông Phương Viêm đang mời Khương Vi Nhan uống rượu, nhưng Khương Vi Nhan kiên quyết từ chối, dù sao thì cô đang mang thai, không thể uống được rượu. Vì vậy, cô không hề nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi xách. Hai, thất vọng quá, nhưng nếu cô Khương đang mang thai, vậy thì chúng tôi cũng không thể miễn cưỡng, có điều thay rượu bằng trà thì chắc là được chứ nhỉ? Đông Phương Viêm mỉm cười nói. Mặc dù Khương Vi Nhan đã từ chối đến mấy lần, nhưng Đông Phương Viêm vẫn giữ nụ cười trên môi. Hắn tỏ ra là một người cực kỳ lịch lãm và rộng lượng. Điều này cũng khiến Khương Vi Nhan bớt cảnh giác, cô khẽ gật đầu nói, được, vậy tôi sẽ uống một ly trà. Khương Vi Nhan miễn cưỡng đồng ý. Lúc này, Đông Phương Viêm mới cười lớn, nói, vậy mới đúng chứ, dù sao mọi người cũng là dân kinh doanh. Không gặp ở chỗ này thì cũng sẽ gặp ở chỗ khác, sau này mọi người còn phải giúp đỡ lẫn nhau đấy. Nói xong, Đông Phương Viêm cầm bình trà xanh bên cạnh, rót một tách nhỏ rồi đưa cho Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan cầm lấy tách trà và mỉm cười với Đông Phương Viêm, khi cô nâng tách trà lên và định uống cạn thì phát hiện thấy dưới đáy tách trà hơi đục. Tiêu Chính Văn từng làm mẫu cho Khương Vi Nhan thấy, trường hợp nào có độc trong ly và trường hợp nào là không có độc. Rõ ràng trong tách trà này có thuốc độc. Mặc dù Khương Vi Nhan không biết đối phương đã cho thuốc độc gì vào, nhưng cô không thể uống tách trà này. Lý Quốc Hào cũng nâng ly rượu của mình lên, nói. Không thể nào, nếu ly trà này thật sự không có vấn đề gì, vậy thì mời anh Đông Phương uống trước đã. Khương Vi Nhan nói thẳng, không hề nhượng bộ. Chương 1112 nhìn thấy đó là gì rồi chứ? Đông Phương Viêm nhíu mày lạnh lùng nhìn Khương Vi Nhan nói, cô Khương, cô đang xúc phạm nhà họ Đông Phương chúng tôi đấy à? Nhà họ Đông Phương. Khương Vi Nhan có cảm giác mấy chữ này hơi quen tai. Hả? Trong đầu cô lập tức thoáng qua một loạt cái tên,
mặc dù không biết những người này là ai nhưng cô biết rõ họ đều là những kẻ đối địch với chồng mình. Anh Đông Phương, cuộc đàm phán hôm nay rất vui vẻ, tôi có việc phải đi trước, không nói chuyện với anh nữa. Khương Vi Nhan nhận ra mình có thể đã rơi vào bẫy của đối phương. Khi Khương Vi Nhan đang đứng lên thì Đông Phương Viêm bỗng bước đến nắm lấy vai cô. Muốn đi à, hôm nay cô đừng hòng rời khỏi đây. Mặc dù Khương Vi Nhan biết cách thoát khỏi bàn tay đó nhưng hiện giờ vì đang mang thai nên cô không khác gì người bình thường, đâu thể thoát ra móng vuốt của Đông Phương Viêm dễ dàng được. Bộp! Đông Phương Viêm kéo bả vai Khương Vi Nhan ấn cô ngồi lên ghế. Anh Đông Phương, anh làm thế là có ý gì? Thấy cảnh tượng này, ánh mắt Lý Quốc Hào thoáng qua vẻ đắc ý, sau đó ông ta đứng dậy giả vờ làm người tốt. Cút sang một bên. Đông Phương Viêm cởi bỏ hoàn toàn lớp ngụy trang của mình xuống, hung dữ hét lên một tiếng. Đồng thời hắn đấm một cú lên mặt Lý Quốc Hào khiến ông ta văng ra hơn 2 mét, sau đó đập mạnh người xuống đất rồi ngất tại chỗ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Khương Vi Nhan không khỏi sửng sốt, lẽ nào Lý Quốc Hào không hề biết chuyện này? Thật ra mọi chuyện đều do Đông Phương Viêm lên kế hoạch. Nếu bị Khương Vi Nhan phát hiện hoặc Khương Vi Nhan kiên quyết không làm theo, trong trường hợp muốn mạnh tay với cô, để phòng ngừa chuyện bất ngờ ngoài ý muốn thì Lý Quốc Hào và Đông Phương Viêm phải diễn một màn khổ nhục kế. Phải chuẩn bị thật hoàn hảo cho bước tiếp theo. Nhưng Lý Quốc Hào không ngờ, Đông Phương Viêm lại ra tay đánh ông ta. Phải biết rằng, Đông Phương Viêm không phải là một cậu ấm vô dụng. Hắn lớn lên ở võ tông, mới 20 mấy tuổi đã đạt đến cảnh giới tông sư. Tông sư 20 mấy tuổi nếu so với tông môn bình thường thì cũng là một nhân tài hiếm thấy. Anh buông tôi ra ngay, nếu không Tiêu Chính Văn sẽ không tha cho anh. Sắc mặt Khương Vi Nhan trắng bệch hét lớn. Tiêu Chính Văn. Đông Phương Viêm không khỏi bật cười. Bây giờ hắn đang rất bận. Chắc cô còn nhớ hai lãnh đạo cấp cao đã chết của công ty các cô nhỉ. Không biết Tiêu Chính Văn từ đâu thuê được một đám người giáo giết điều tra đám sát thủ mà ông đây sai đến. Nếu hắn đã có hứng thú với đám sát thủ này thì ông đây sẽ ban ơn cho hắn. Hiện giờ chắc hẳn Tiêu Chính Văn đã chết rồi, ha ha. Đông Phương Viêm ngạo nghễ bật cười thành tiếng. Chủ soái Bắc Lương. Trước mặt binh đoàn lính đánh thuê đó thì vua Bắc Lương chả là cái đếch gì cả. Đông Phương Viêm tính toán chuẩn xác Tiêu Chính Văn không có thời gian để ý đến bên Khương Vi Nhan nên mới thiết kế cái bẫy tối nay. Anh nói bậy. Khương Vi Nhan siết chặt nắm đấm ngẩng đầu lên tức giận nhìn Đông Phương Viêm nói, chồng tôi nhất định sẽ bình an vô sự. Người, nhà họ Đông Phương các anh sẽ không được chết tử tế. Đông Phương Viêm nghe thế thì bật cười, lắc ngón tay nói, mắng đi, cô có thể tha hồ mắng chửi. Thậm chí có thể nguyền rủa nhà họ Đông Phương bọn tôi cũng được, tiếc là nếu mấy thứ này có tác dụng thì còn cần đao kiếm làm gì nữa. Cho dù Tiêu Chính Văn sống hay chết thì tối nay cô cũng chạy không thoát. Còn nữa, dù Tiêu Chính Văn có chết thì ông đây cũng phải cắm lên đầu hắn một cái sừng. Nhìn thấy đó là gì rồi chứ? Đông Phương Viêm tàn bạo túm lấy tóc Khương Vi Nhan chỉ về góc bên trái phòng bao. Chương 1113 người nhà Đông Phương. Khương Vi Nhan nhắm mắt lại, nghiến chặt răng. Đó là máy quay đấy. Tôi sẽ đăng cả quá trình ông đây chơi cô lên mạng để người trên thế giới này đều được ngắm nhìn ông đây chơi cô thế nào. Còn thêm phụ đề vào cho cô nữa, nói cho tất cả mọi người biết cô là vợ của vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn. Đồ khốn nạn. Khương Vi Nhan tức đến mức nước mắt lưng tròng, nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Đông Phương Viêm. Có trách thì chỉ có thể trách Tiêu Chính Văn không biết tốt xấu dám khiêu khích với 4 gia tộc lớn bọn tôi. Hừ, hắn xứng sao, ngay cả thiên tử cũng phải vuốt mặt nể mũi với 4 gia tộc lớn, hắn tuổi gì mà dám giết người nhà họ Đông Phương. Đông Phương Viêm vung tay lên tát Khương Vi Nhan một bạt tai. Tiếng bốp rõ to vang lên, Khương Vi Nhan chỉ thấy đầu óc choáng váng, trời đất xoay chuyển. Hừ, cảm giác này không dễ chịu nhỉ. Lát nữa, cô sẽ rất hưởng. Đông Phương Viêm chưa nói hết câu thì cửa căn phòng đã bị đạp mở toang, cánh cửa bay về phía Đông Phương Viêm. Dầm. Dù sao Đông Phương Viêm cũng ở cảnh giới tông sư, phản ứng cực kỳ nhanh nhạy,
ngay lúc cánh cửa đó sắp đập vào gáy thì hắn đột nhiên xoay người lại đấm vỡ cánh cửa. Cánh cửa gỗ vỡ nát thành vô số vụn gỗ. Ai? Đợi vụn gỗ tan bớt, Đông Phương Viêm cởi kính gọng vàng xuống, quay đầu lại nhìn phía sau. Lúc hắn nhìn rõ người đứng phía sau là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn thì lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên. Chuyện này sao có thể chứ? Dù Tiêu Chính Văn có may mắn sống sót thì cũng không thể nào không bị một chút thương tích như vậy được. Sao mày lại không hề hấn gì hết thế? Đông Phương Viêm khiếp sợ đến mức mặt mày trắng bệch, bàn tay đè lên vai Khương Vi Nhan cũng vô thức buông ra. Chồng ơi, chồng! Khương Vi Nhan thấy Tiêu Chính Văn đến liền vội vàng chạy ra sau lưng Tiêu Chính Văn. Người nhà Đông Phương ư? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Đông Phương Viêm nói. Đông Phương Viêm cứ lùi mãi đến góc tường mới mất tự nhiên nói với Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn, mày đừng qua đây. Bây giờ mày đã không còn là vua Bắc Lương nữa rồi. Hơn nữa, tao cảnh cáo mày, nếu mày dám động vào tao thì nhà họ Đông Phương, không. Là bốn gia tộc lớn tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Mày phải nghĩ cho kỹ, hiện giờ trong tay mày đã không còn binh quyền nữa. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Đông Phương Viêm nói, lúc nãy cánh tay nào của mày đã đụng vào người vợ tao? Đông Phương Viêm nuốt nước bọt, nới lỏng cà vạt ra, mặt trắng bệch nói, Tiêu Chính Văn, mày định làm gì? Tao cảnh cáo mày, cao thủ nhà họ Đông Phương đang trên đường đến, mày tốt nhất nên tránh tao. Xoẹt! Không để Đông Phương Viêm nói hết câu, một luồng sáng bắn ra từ tay Tiêu Chính Văn. Con dao quân đội năm cạnh lóe lên tia sáng lao về phía Đông Phương Viêm. Ham muốn sống sót mạnh mẽ của Đông Phương Viêm khiến hắn bùng nổ tiềm năng chưa từng có trước đó, nhưng đối mặt với con dao quân đội năm cạnh thì chút tiềm năng đó của hắn chẳng đáng nhắc đến. Phụt! Con dao quân đội năm cạnh lóe sáng đâm vào vai trái Đông Phương Viêm. Sau đó lại đâm sâu xuống với góc độ kỳ lạ. Chương 1114 Thiên Tử Các là khu vực cấm. Đôi mắt Đông Phương Viêm kinh ngạc nhìn con dao quân đội năm cạnh đâm vào bả vai mình, máu văng lên cả mặt hắn. Cảm giác đau đớn khiến Đông Phương Viêm hét lên rất thảm thiết. Nhưng ngay sau đó cơn đau xuyên thấu tâm can lại ập đến, hắn chỉ cảm thấy cánh tay trái đột nhiên trở nên trống không. Bộp! Một vật thể mềm rơi xuống đất. Đông Phương Viêm cúi đầu nhìn xuống, chất lỏng màu đỏ che mất tầm nhìn của hắn. Xuyên qua chất lỏng đó hắn như nhìn thấy cánh tay còn mặc đồ vest yên lặng nằm dưới đất. Ủa? Tay ai rơi xuống đất thế? Cánh tay? A! À. Bả vai Đông Phương Viêm bỗng có cảm giác đau đến xé nát tâm can. Đông Phương Viêm hét lên một tiếng như lợn bị chọc tiết rồi ngã xuống đất, sau đó lăn lộn trên mặt đất. Một tay Tiêu Chính Văn che mắt Khương Vi Nhan, đồng thời một tay khác vẫy trong không trung. Con dao quân đội năm cạnh lại trở về trong tay anh, sau đó anh lạnh lùng nói tạm thời giữ lại cho mày một mạng. Chúng ta đi thôi. Tiêu Chính Văn dìu Khương Vi Nhan nhanh chóng rời khỏi Túy Tiên Lâu, để lại một mình Đông Phương Viêm không ngừng kêu gào lăn lộn dưới đất. Đợi đến khi người nhà Đông Phương chạy đến cứu Đông Phương Viêm thì hắn đã ngất xỉu vì mất máu quá nhiều. Ra khỏi Túy Tiên Lâu. Tiêu Chính Văn giơ tay vẫy một chiếc taxi rồi lên xe cùng Khương Vi Nhan. Sau khi nói địa chỉ với tài xế, Tiêu Chính Văn ôm Khương Vi Nhan vào lòng nói, lần sau ra ngoài em nhất định phải cẩn thận hơn, bây giờ em đang mang thai, không khác gì người bình thường. Khương Vi Nhan nặng nề gật đầu. Cô cũng không ngờ người mà Lý Quốc Hào giới thiệu cho mình lại là tên Đông Phương Viêm không bằng cầm thú này. Về đến biệt thự. Tiêu Chính Văn chuẩn bị nước ấm cho Khương Vi Nhan, bảo cô đi tắm, nghỉ ngơi một lát để ổn định lại tâm trạng căng thẳng lúc nãy. Còn Tiêu Chính Văn lại đến phòng ngủ tiếp tục nghiên cứu nội dung trong cuốn Thiên Sơn Thư Lục. Khương Vi Nhan ngâm mình trong bồn tắm nước ấm xong, vừa lau mái tóc ướt đẫm, vừa đi đến đằng sau Tiêu Chính Văn, nhìn lướt qua những ký hiệu kỳ lạ trong Thiên Sơn Thư Lục, cô nhíu mày nói, chồng ơi, trong này viết gì thế? Là một ký hiệu đặc biệt, chỉ có người nhà họ Tiêu mới có thể hiểu, đợi khi nào có cơ hội anh sẽ phiên dịch cho em. Tiêu Chính Văn mỉm cười nói.
Ý anh nói phiên dịch ở đây là dịch từng ký hiệu từ văn bản gốc ra để Khương Vi Nhan tự tìm hiểu và tiếp thu nó. Mặc dù trong này đều là các văn tự khá rắc rối, cùng một câu, mỗi người sẽ có những cách hiểu khác nhau. Nhưng đây cũng là điểm khác biệt của Thiên Sơn Thư Lục. Vâng, có phải những thứ trong này rất khó hiểu không? Chỉ có mười mấy mảnh giấy nhưng sao em cứ có cảm giác anh nghiên cứu lâu lắm rồi mà vẫn chưa nghiên cứu hết? Khương Vi Nhan nhíu mày hỏi. Tiêu Chính Văn khẽ cười lắc đầu nói, không phải khó hiểu mà là vô cùng khó hiểu, hơn nữa cùng một câu thì mỗi người sẽ có những cách hiểu khác nhau, sức hấp dẫn của nó nằm ở đây, không có đáp án chính xác 100%. Dứt lời, Tiêu Chính Văn cất Thiên Sơn Thư Lục vào, sau đó vươn tay ôm Khương Vi Nhan vào lòng. Lúc này ở Long Kinh, một tướng quân trên vai gắn ba sao nhanh chóng bước vào Thiên Tử Các. Đứng lại, Thiên Tử Các là khu vực cấm. Hai binh sĩ canh gác Thiên Tử Các bước đến chặn người này lại. Tin tức chiến sự cực kỳ khẩn cấp. Lúc này không thể chậm trễ, nếu làm lỡ chuyện, liệu các cậu có chịu trách nhiệm nổi không? Tướng quân đó vừa nói vừa đẩy hai binh sĩ ra, nhanh chân chạy về phía Thiên Tử Các. Tin tức chiến sự, vô cùng khẩn cấp. Chương 1115 nhìn thấy xương sâu bên trong. Sau khi đẩy cánh cửa Thiên Tử Các ra, tướng quân đó giơ tin tức chiến sự trong tay lên, nhanh chóng chạy đến chỗ Thiên Tử đang đọc tấu chương trên bàn sách. Hả? Thiên Tử khẽ cau mày ngước mắt nhìn tướng quân đó nói, cậu không biết quy tắc của Thiên Tử Các sao? Vội vội vàng vàng chạy đến như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Thiên Tử, tin báo quân sự của Bắc Lương. Tướng quân đó quỳ xuống trước mặt Thiên Tử, hai tay đưa tin tức chiến sự lên. Ông Lạc bước đến lấy báo cáo quân sự rồi mở ra đọc. Không đọc còn đỡ, đọc rồi lại không khỏi hít sâu một hơi, ông ta vội vàng đưa tin tức chiến sự cho Thiên Tử, Thiên Tử, tình hình chiến sự vô cùng khẩn cấp. Nghe thấy thế, nét mặt Thiên Tử trở nên nghiêm túc, cầm lấy báo cáo quân sự, trán lập tức ướt đẫm mồ hôi. Quả nhiên như những gì Liễu Thanh đã báo về trước đó, trận diễn tập của Liên quân năm nước thực chất chỉ là tìm cơ hội để tấn công vào Hoa Quốc. Dựa theo bố trí của Liễu Thanh, hơn 200.000 quân Phá Long đã túc trực, canh gác biên giới rất nghiêm mật. Nhưng không ngờ Liên quân năm nước lại dở trò, chúng cùng lúc sai 7 vị Long soái năm sao bất ngờ tấn công. Từ Long Nhất đến Long Bát đều lần lượt bị thương nặng. Bản thân Liễu Thanh cũng hôn mê vì bị thương quá nặng. Lúc này cả quân Bắc Lương như rắn mất đầu. Hơn nữa liên quân năm nước đồng thời chia lực lượng thành 4 nhóm đánh phá biên giới, đồng thời chiếm giữ 6 trọng điểm về quân sự, lúc này quân Bắc Lương đã bị tan đàn xẻ nghé, mọi người không thể giúp đỡ lẫn nhau. Bộp! Tay Thiên Tử cầm tin tức chiến sự chợt run rẩy, báo cáo quân sự rơi xuống đất. Thiên Tử, tôi nghĩ đây chắc chắn là vì quân Bắc Lương muốn uy hiếp Thiên Tử nên mới chống cự như thế. Đám người Long Nhất là những người trung thành với Tiêu Chính Văn. Lần này Tiêu Chính Văn bị cách chức, người bất mãn nhất là bọn họ. Theo như tôi biết trước khi cuộc chiến nổ ra, Long Nhất đã gọi điện cho Tiêu Chính Văn, chắc chắn là Tiêu Chính Văn bảo chúng dùng khổ nhục kế, giả vờ đánh thua địch, bị thương nặng, sau đó ép buộc Thiên Tử phải phục chức cho Tiêu Chính Văn. Những lời ông Lạc nói đều lọt vào tai tướng quân đó quỳ xuống dập đầu than khóc nói, Thiên Tử, cả người phó soái Liễu Thanh có đến 18 chỗ bị thương nặng. Nơi nào cũng có thể nhìn thấy xương sâu bên trong. Tướng quân Long Nhất bị gãy 8 xương sườn, chân trái tướng quân Long Nhị bị gãy, cánh tay phải bị chém 17 nhát, Long Tam. Nói đến cuối cùng, ngay cả tướng quân đó cũng không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc, mặc dù Tả Đình Ngọc tôi bất tài vô dụng nhưng tôi xin lấy đầu mình đảm bảo, vua Bắc Lương, phó soái Liễu, mấy người tướng quân Long Nhất tuyệt đối không có ý đồ ép bức Thiên Tử. Tướng sĩ tiền tuyến giết giặc đổ máu, không ngại hy sinh vì đất nước, chúng ta không thể nghi ngờ họ, càng không thể vu oan giá họa. Xin Thiên Tử suy xét rõ ràng. Tả Đình Ngọc còn chưa dứt lời, ông Lạc bỗng nhướng mày bước xuống đài cửu long vung tay lên tát mạnh vào mặt Tả Đình Ngọc. Tả Ngọc Đình to gan, lại dám biện hộ cho kẻ phản bội, người đâu? Mắt ông Lạc lóe lên tia sáng lạnh băng, lớn giọng gọi người. Cùng với giọng gào thét của ông Lạc,
8 tên vệ sĩ lần lượt xông vào đại sảnh, quỳ một chân xuống rồi nói có thuộc hạ. Lôi người này ra ngoài, chém ngang. Đợi đã. Ông Lạc vẫn chưa nói ra chữ cuối cùng, giọng thiên tử đã truyền đến từ phía sau. Tả Đình Ngọc nói có lý, đám người Long Nhất quả thực bị thương rất nặng, nếu dùng khổ nhục kế đến mức này thì khác nào tự sát. Tiêu Chính Văn gây dựng tiếng tăm ở Bắc Lương, đám người Long Nhất đều là những vị tướng thân cận của hắn. Cho dù thực sự muốn dùng khổ nhục kế thì hắn tuyệt đối sẽ không dùng tính mạng của đám người Long Nhất để đánh đổi. Thiên tử khẽ vẫy tay với Tả Đình Ngọc, tỏ ý anh ta hãy đứng lên. Chương 1116 giận đến mức sắp nôn ra máu. Ngay lập tức, hắn nhìn chằm chằm bản báo cáo quân sự vừa mới rơi dưới đất, lúc này, quân Bắc Lương đang bị quân địch bao vây khắp nơi, người nào có thể làm chủ soái, đi cứu viện mới là điều quan trọng. Thiên tử, tôi cho rằng, chỉ có thể mời vua Bắc Lương xuất chinh lần nữa, nếu không, 200.000 quân Phá Long của Bắc Lương sẽ nguy mất. Quân Phá Long là sư đoàn tinh nhuệ của Hoa Quốc chúng ta, tuyệt đối không thể để mặc như vậy được. Tả Đình Ngọc khóc sướt mướt, hơn 200.000 quân Phá Long đã từng một thời không ai địch nổi, đã có bao nhiêu cống hiến to lớn cho Hoa Quốc. Dù anh ta chưa bao giờ đến Bắc Lương cũng không phải là cấp dưới của vua Bắc Lương. Nhưng anh ta biết, nếu quân Phá Long bị tiêu diệt hoàn toàn thì sẽ là một thảm họa khủng khiếp đối với Hoa Quốc. Ông Lạc, ông cho rằng dùng Tiêu Chính Văn có khả thi không? Thiên tử hỏi với vẻ hờ hững. Ông Lạc nheo mắt, lạnh lùng trừng mắt với Tả Đình Ngọc, rồi quay đầu nói với thiên tử, sông núi ở Hoa Quốc chúng ta rất rộng lớn, còn Bắc Lương chẳng qua chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Chẳng lẽ Hoa Quốc chúng ta không thể chiến đấu nếu không có quân Bắc Lương sao? Tôi không cho rằng như vậy. Hay là, chúng ta có thể dựa vào địa thế để chiến đấu, quân địch đường xa khó tránh mệt mỏi. Đến lúc đó, tôi sẽ tập hợp lực lượng vượt trội, dễ dàng quét sạch quân địch. Huống hồ, quân địch chỉ có vỏn vẹn 200.000 người, và lại còn là liên quân của 5 quốc gia, không thể thống nhất chỉ huy, điều động, đó là một bất lợi lớn. Nếu đối phương dám đơn độc tiến sâu vào thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ông Lạc nói năng hùng hồn, suýt chút nữa ngay cả bản thân ông ta cũng tin vào điều đó. Ông Lạc, nếu vứt bỏ 200.000 quân Bắc Lương, tôi hỏi ông, còn có lực lượng mạnh mẽ nào khác có thể dễ dàng quét sạch quân địch như lời ông vừa nói? Tả Đình Ngọc giận đến mức sắp nôn ra máu. Quân Phá Long là linh hồn của quân đội Hoa Quốc, tuyệt đối không thể bị đánh bại chứ đừng nói là bị bao vây tiêu diệt. Nếu không, thì làm gì có chuyện không có đội quân nào dám xưng là mạnh hơn quân Phá Long. Đến lúc đó, lòng quân sẽ hoang mang và tinh thần chiến đấu của binh lính sẽ đi xuống. Đừng nói là quét sạch quân địch, chỉ cần không bị người ta dẫm nát thì đã nên thắp hương mà cảm ơn trời đất rồi. Khắp các chiến khu, có nơi nào là không có binh lính? Tả Đình Ngọc, có phải cậu đã nhận được lợi ích gì từ vua Bắc Lương rồi không? Ông Lạc bất ngờ hắt một chậu nước bẩn lớn. Tả Đình Ngọc tức giận suýt ngất tại chỗ. Anh ta đường đường là tổng chỉ huy quân đội trước đại điện, chỉ riêng bổng lộc từ quốc gia, mỗi năm đã có mấy chục triệu tệ, còn cần phải nhận lợi ích từ vua Bắc Lương sao? Thiên tử, cậu đã bao giờ nghe chuyện về Đa Nhĩ Cổn chưa? Đã từng đọc chuyện về binh biến Trần Kiều chưa? Từ xưa đến nay, vua yếu thần mạnh chính là điều cấm kỵ, vua Bắc Lương là người có uy tín cao trong quân đội, nếu để hắn dẫn quân quét sạch liên quân 5 quốc gia, hậu quả. Nói đến đây, ông Lạc đột nhiên không nói tiếp nữa. Ông, tên giặc nhà ông. Tả Đình Ngọc tức giận thở hổn hển, thậm chí còn mắng chửi ông Lạc ngay trước mặt thiên tử. Cứu binh như cứu hỏa. Tình hình chiến sự trước mắt đang thay đổi chóng mặt, ông Lạc này thì lại hay quá, chỉ muốn giở thủ đoạn hèn hạ, chĩa thẳng đại bác vào người phe mình. Cho dù ông Lạc có hận vua Bắc Lương thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể thừa cơ hãm hại vào lúc này được. Như vậy là bỏ bê việc nước không quan tâm. Truyền lệnh của tôi, điều động cảnh vệ quân đang đóng giữ ở Long Kinh, lập tức tham chiến, cố gắng hết sức xoay chuyển tình thế thất bại, lập lại nền hòa bình cho đất nước. Thiên tử hờ hững nói. Vâng. Ông Lạc vội vàng chắp tay, sau đó bước nhanh ra khỏi đại sảnh. Thiên tử, không thể làm vậy,
Nếu mất Bắc Lương, thủ đô sẽ phải đối mặt với 200.000 quân địch, đến lúc đó, quân địch vây thành, tôi. Ồ, chương 1117 nói thì dễ lắm. Thiên tử khẽ nhướng mày, trừng mắt nhìn Tả Đình Ngọc với vẻ mặt cực kỳ không vui. Vâng. Tả Đình Ngọc nghiến răng lui ra khỏi đại sảnh. Lúc này, Tiêu Chính Văn nhận được một cuộc điện thoại gọi vào số điện thoại di động của anh để báo cáo tình hình chiến sự ở Bắc Lương. Cái gì? Tiêu Chính Văn đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, trong lòng không khỏi trùng xuống. Tất cả 6 cứ điểm quan trọng đã thất thủ, đồng nghĩa với việc hơn 200.000 quân Bắc Lương không còn nơi nào để trú chân. Chỉ có thể ở ngoài đồng, bị quân địch bao vây tiêu diệt. Cho dù sức chiến đấu của quân Bắc Lương có mạnh hơn nữa, nhưng không có thành trì, cũng đồng nghĩa với không có lương thực. Tiêu Chính Văn đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, anh khẽ lắc người trên giường, hét lên với hoa hồng đỏ ở đầu dây bên kia, sao có thể như vậy? Liễu Thanh đâu? Đám người Long Nhất đâu? Chủ soái. Giọng của hoa hồng đỏ nghẹn ngào, phó soái Liễu anh ấy. Anh ta thế nào? Tiêu Chính Văn đứng dậy. Anh ấy đang bị thương nặng bất tỉnh, Long Nhất và đám người Long Bát đều bị thương rất nặng, quân địch đã cử ra 7 Long soái cấp 5 sao, chúng tôi hoàn toàn không thể ngăn cản được. Soạt. Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi, lúc này, anh đang ở cách xa hàng nghìn km, dù hết sức nóng ruột cũng đành bất lực. Nhưng nếu anh âm thầm quay trở lại Bắc Lương thì đồng nghĩa với việc chống lại sắc lệnh, đó là tội chết. Tiêu Chính Văn không sợ chết, nhưng anh không thể để cho 200.000 quân Bắc Lương mang tiếng là phản bội đất nước. Tiêu Chính Văn nghiến răng nghiến lợi hỏi, đã thông báo tình hình chiến sự cho thiên tử chưa? Tôi đã báo lâu rồi, chiều hôm qua tới giờ, chúng tôi vẫn chưa đợi được hồi âm. Chẳng lẽ thiên tử muốn vứt bỏ 200.000 quân Phá Long sao? Nói đến đây, hoa hồng đỏ đã bật khóc nức nở. Không đâu, tôi nghĩ thiên tử cũng có cái khó của mình, hãy yên tâm chờ cứu viện, nhớ kỹ, không được đánh riêng lẻ. Nói xong, Tiêu Chính Văn cúp điện thoại. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Tiêu Chính Văn chỉ cảm thấy cơ thể như mềm nhũn. Ngay cả điện thoại di động cũng nặng tựa ngàn cân. Chồng ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy những giọt nước mắt đau buồn và phẫn nộ trong đôi mắt của Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan bước xuống giường dìu Tiêu Chính Văn và quan tâm hỏi han. Bắc Lương thua trận. 200.000 binh lính phải ngủ ở ngoài đồng hoang hã, đường tiếp tế đã bị quân địch cắt đứt. Tiêu Chính Văn nói với giọng điệu cực kỳ nặng nề. Chồng à! Chuyện này không phải lỗi của anh không cần phải tự trách mình, tất cả, đã có thiên tử quyết định, em tin là thiên tử nhất định sẽ tìm cách cứu bọn họ. Khương Vi Nhan xoa nhẹ khuôn mặt Tiêu Chính Văn. Lần đầu tiên cô cảm thấy Tiêu Chính Văn chán nản và bất lực như vậy. Tiêu Chính Văn không ngừng lắc đầu chua xót, cứu sao? Nói thì dễ lắm. 7 Long soái cấp 5 sao đã chặn đường tiếp tế của quân Bắc Lương. Có được mấy người có thể cứu họ chứ? Nghe theo, ý trời vậy. Tiêu Chính Văn thở dài, siết chặt nắm đấm. Lúc này, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi. Chương 1118, toàn quân bị tiêu diệt, Bắc Lương nguy cấp. Sau khi truyền lại lệnh thay thiên tử, ông Lạc quay lại thiên tử các báo cáo nhiệm vụ cho thiên tử. Nhưng lúc này Long Các cũng đã biết chiến sự ở Bắc Lương. Người trực ban đêm nay là Giang Vạn Long cũng sợ hết hồn khi nhìn thấy tin tức chiến sự này. Phú Quan thất thủ, Hoa Quốc sẽ nguy mất. Bịch. Giang Vạn Long thất thần ngồi phịch xuống ghế, đầu ông ấy bỗng trở nên trống rỗng. Ông ấy đã quản lý Long Các mười mấy năm nhưng chưa bao giờ gặp phải tình hình nguy cấp như vậy. Trán Tần Hán Quốc cũng ướt đẫm mồ hôi. Lúc này còn suy nghĩ gì nữa chứ? Phải lập tức gọi Tiêu Chính Văn quay về ngay. Ông Giang, không thể cứ đợi thế này nữa, cứu binh như cứu hỏa. 6 cứ địa quan trọng của Bắc Lương đều rơi vào tay địch, chúng ta phải mau chóng đến gặp thiên tử. Đúng rồi, mau lên, không đợi nữa, hai chúng ta đến gặp thiên tử. Dứt lời, Giang Vạn Long vội vàng cầm báo cáo quân sự lên, bước đến thiên tử các với Tần Hán Quốc. Không lâu sau, hai người đã đến trước cửa thiên tử các.
tránh ra, bọn tôi muốn gặp thiên tử. Giang Vạn Long đẩy hai binh sĩ đang canh giữ ngoài cổng thiên tử các, tức giận quát, tình hình quân sự vô cùng cấp bách, đừng nói là các cậu, ngay cả tên họ Lạc kia cũng không dám cản đường tôi đâu. Giang Vạn Long và Tần Hán Quốc bước nhanh như gió vào thiên tử các. Lúc này Tả Đình Ngọc đang cúi đầu đứng trước mặt thiên tử, anh ta thầm lắc đầu thở dài. Hơn 200 quân Phá Long đều không thể phá vòng vây, phái thêm 100.000 cảnh vệ quân đến thì có khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết đâu. Thiên tử, cậu đọc tin tức chiến sự này chưa? Tần Hán Quốc đưa tin tức chiến sự trong tay về phía trước, lo lắng hỏi. Tần Hán Quốc, ông còn biết phép tắc với thiên tử không đấy? Đừng nghĩ các ông là tứ lão Long Các, quản lý Long Các thì có thể vượt quá bổn phận. Ông Lạc híp mắt lạnh lùng nhìn Tần Hán Quốc. Cút sang một bên. Tần Hán Quốc trợn trừng mắt, không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt ông Lạc. Thiên tử khẽ ho một tiếng, bình thản cười nói, về chuyện của Bắc Lương, tôi đã bố trí và lên kế hoạch hết cả rồi, hai vị các lão cứ yên tâm. Bố trí hết rồi sao? Thế khi nào thì Tiêu Chính Văn xuất phát? Tần Hán Quốc chớp mắt, chuyện lớn như thế sao có thể không thông qua Long Các? Tiêu Chính Văn ư? Thiên tử cao mày nhìn Tần Hán Quốc và Giang Vạn Long nói, chuyện này liên quan gì đến Tiêu Chính Văn? Tôi đã ra lệnh cho 100.000 cảnh vệ quân đến Vũ Quan, trước tiên mở đường vận chuyển, sau đó tập hợp với quân Phá Long tiêu diệt quân địch. Tần Hán Quốc suýt thì hộc máu. Cảnh vệ quân của Long Kinh là đội danh dự. Cử đội quân như thế đi mở đường vận chuyển hay là phái họ đi vào chỗ chết? Thiên tử, cảnh vệ quân Long Kinh, có thể gánh vác được trọng trách này sao? Giang Vạn Long không biết nên nói gì mới phải. Nếu người đưa ra quyết định này không phải là thiên tử mà là người bên cạnh thì có nói gì Giang Vạn Long cũng phải cách chức ông ta. Như những gì ông Lạc đã nói, Hoa Quốc có hơn 10 triệu người đàn ông trai tráng, không cần phải dựa vào một mình Tiêu Chính Văn mới chỉ huy được chiến sự. Hai vị các lão cũng đã lớn tuổi rồi, mau chóng về nghỉ ngơi đi. Thiên tử phất tay tỏ ý hai người ra ngoài. Thiên tử, cậu! Ra ngoài! Thiên tử bỗng đập bàn, mắt trợn trừng lạnh lùng quát. Giang Vạn Long và Tần Hán Quốc sửng sốt. Từ khi bắt đầu làm thái tử vị thiên tử này rất có tầm nhìn, sao giờ lại có thái độ này được chứ? Hai người cảm thấy không hiểu nổi, nhưng thiên tử đang tức giận nên bọn họ chỉ đành rời khỏi thiên tử các. Ông Lạc, ông cũng về nghỉ ngơi đi, tôi mệt rồi. Dứt lời, thiên tử vứt báo cáo chiến sự đó xuống đất, cất bước ra khỏi đại điện. Tả Đình Ngọc, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng bênh vực Tiêu Chính Văn nữa, nếu không cậu sẽ chết đấy. Thấy thiên tử đã đi xa, ông Lạc đến gần Tả Đình Ngọc lạnh lùng đe dọa. Ông! Hừ, không biết tốt xấu. Chương 1119 sảnh lớn bỗng sộc đến mùi hôi thối. Ông Lạc không để Tả Đình Ngọc nói hết câu, đã hất ống tay áo nhấc chân bước ra khỏi đại điện. Lúc này ở sân sau của thiên tử các, trước đài quan sát hiện tượng thiên văn, thiên tử chắp hai tay sau lưng siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Mắt dường như có vài giọt nước. Cầu xin ông trời bảo vệ cho tướng sĩ Bắc Lương, không phải tôi không muốn cứu mà là thời cơ chưa đến. Nghĩ đến đây, thiên tử siết chặt nắm đấm, thậm chí còn phát ra tiếng xương kêu răng rắc. Võ Thần Tông, bốn gia tộc lớn, Dược Phương Cốc, tôi sẽ nhớ rõ các người. Thiên tử thấp giọng nói, cuối cùng lại thở dài, nỗi phiền muộn trong lòng càng nhiều thêm. Lúc này 100.000 cảnh vệ quân đã xuất phát, bừng bừng khí thế tiến đến Vũ Quan. Hầu hết bọn họ đều không biết có gì đang đợi mình ở phía trước. Có lẽ giống như một cuộc diễu hành quân sự, giành được Vũ Quan, lập công phong tướng. Tướng quân Lâm, anh nghĩ chúng ta có thể giành lại Vũ Quan được không? Một tướng quân gắn ba sao trên vai quay đầu lại hỏi tướng lĩnh ngồi ở hàng phía sau. Chúng ta sao, Lỗ Điện anh đừng ngây thơ thế, chúng ta chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ của thiên tử thôi. Quân Phá Long đã tấn công mạnh không dưới 10 lần, kết quả thì sao? Chỉ khiến binh sĩ và tướng quân bị thương thôi, ngay cả phó soái Liễu Thanh cũng bị thương đến mức hôn mê bất tỉnh, chúng ta ư? Hừ! Lâm Quang Tổ cười gượng,
lại liếc nhìn sang cảnh vệ quân đang hành quân, có cảm giác không nói nên lời. Thế, chúng ta đi như thế này chẳng phải là dễ tự chui vào hang cọp sao? Lỗ Niệm Anh sợ hãi, mặt mày trắng bệch cả ra. Anh ta và Lâm Quang Tổ mới chỉ là chiến thần địa cấp 3 sao, một mình Long Nhất có thể đánh ngã hết hai người họ. Hơn nữa còn có thể đảm bảo chắc chắn anh ta sẽ không để hai người họ động đến một cọng lông tơ của mình. Nghe Lâm Quang Tổ nói thế, Lỗ Niệm Anh sợ mất hồn. Mẹ kiếp, ai đưa ra đề nghị để cảnh vệ quân đi làm bia đỡ đạn này vậy? Dê, anh đánh giá cao mình quá rồi, bảy vị Long Soái năm sau đấy, anh nói chúng ta là dê à? Chúng ta còn chẳng được xem là mấy côn trùng nho nhỏ nữa kia. Lâm Quang Tổ bất lực thở dài. Nếu trong 100.000 cảnh vệ quân có thể có 10.000 người sống sót thì đã là may mắn lắm rồi. Tôi. Lỗ Niệm Anh chưa đến chiến trường đã sợ đến mức tè trong quần. Đội hình của họ quả thật chẳng là gì với bảy vị Long Soái năm sao cả. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chiều ngày hôm sau, tin tức chiến sự cấp tốc truyền về Long Kinh. 100.000 cảnh vệ quân đều đã chết dưới thành Vũ Quan, ngay cả tướng soái cũng không còn sống. Nghe thấy tin tức này, mọi người đều hoảng hốt, thiên tử đang phê duyệt tấu chương cũng run tay làm rơi cây bút xuống bàn. Thiên tử, không thể đợi được nữa, nếu... Tần Hán Quốc chưa dứt lời thì báo cáo quân sự thứ hai lại truyền đến. Quân địch giữ lại đại quân 100.000 người canh giữ 6 cứ điểm quan trọng, 100.000 người còn lại do 7 Long Soái năm sao dẫn đầu chia ra hai ngã vây hãm tấn công Long Kinh. Trên đường đi, thế mạnh áp đảo. Lúc này đại quân 100.000 người chỉ còn cách Long Kinh chưa đến 150 cây số, hai đại quân đã tập hợp lại một nơi đóng quân tại cửa vọng Kinh. Cả sảnh lớn trở nên xôn xao, thậm chí có vài quan văn ngất xỉu, mấy tướng võ khiếp sợ tè trong quần. Sảnh lớn bỗng sộc đến mùi hôi thối. Thiên tử, mau chóng gọi Tiêu Chính Văn về thôi, dù thế nào cũng không thể để Long Kinh thất thủ. Giang Vạn Long bước đến trước một bước, lớn giọng nói. Nghe đến tên Tiêu Chính Văn, mắt các quan chức lập tức sáng rực lên, tất cả đều quỳ xuống, chúng tôi xin thiên tử lập tức gọi vua Bắc Lương về chỉ huy chiến sự. Ngay cả những quan chức căm hận vua Bắc Lương đến tận xương thủy, chỉ ước gì có thể lột ra anh giống ông là cũng đồng loạt quỳ xuống. Bọn họ đồng thanh nói, xin thiên tử hãy cấp tốc gọi vua Bắc Lương về Long Kinh để chỉ huy chiến sự. Đứng trước lợi ích thì tất nhiên mạng sống quan trọng hơn, người chết không có tư cách nói đến hai chữ lợi ích. Lúc này ông Lạc cũng mấp máy muốn lên tiếng ngăn cản. Nhưng tất cả quan chức không một ai không quỳ, một mình ông ta sao nói lại được với hàng trăm người đây. Xin thiên tử hãy cho mời vua Bắc Lương về Long Kinh đảm đương chức vụ. Mặc dù rất không muốn làm thế nhưng ông Lạc cũng chỉ đành thỉnh cầu thiên tử cùng với các quan chức. Nếu mọi người đều muốn tôi gọi vua Bắc Lương về thì tôi sẽ làm theo ý mọi người. Dứt lời. Thiên tử cầm bút lên viết một tờ chỉ thị, sau đó đưa cho Giang Vạn Long. Nhận lấy chỉ thị, Giang Vạn Long đọc lướt qua một lượt, sau đó nhanh chóng chạy đến Long Các. Lúc này Tiêu Chính Văn đang ở Giang Trung xa xôi, anh đã không ăn uống gì suốt một ngày một đêm. Chương 1120 ở bên Long Kinh. Mặc dù đang ở cách xa mấy trăm cây số nhưng lúc nào anh cũng lo lắng đến chiến sự ở Bắc Lương. Khương Vi Nhan bưng một bát cháo đến trước mặt Tiêu Chính Văn khẽ nói, chồng ăn một chút gì đi, anh không ăn không uống cũng chẳng có tác dụng gì đâu, hơn nữa phải có sức khỏe tốt thì mới ra trận giết địch được chứ. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu, xua tay nói, anh nuốt không trôi, cảm ơn em nhé, không cần lo cho anh đâu. Nhìn vẻ mặt lo lắng của vợ, Tiêu Chính Văn gượng cười. Chỉ một bát cháo thế này thôi nhưng nó có thể là một thứ xa xỉ với các tướng sĩ Bắc Lương. Nghĩ đến đó, Tiêu Chính Văn càng thêm sầu lo. Đúng lúc này, điện thoại Tiêu Chính Văn bỗng vang lên. Tiêu Chính Văn vội vàng cầm điện thoại lên, thấy là số của Long Các, anh nhanh chóng bắt máy, tôi là Tiêu Chính Văn đây. Thậm chí không đợi Giang Vạn Long lên tiếng, Tiêu Chính Văn đã vội vã nói. Tiêu Chính Văn, nhanh lên. Cậu bảo Giang Trung chuẩn bị máy bay chiến đấu đưa cậu đến Long Kinh, quân địch sắp đến cửa vọng Kinh rồi,
chỉ còn cách Long Kinh chưa đến 150 km, Hoa Quốc đang nguy hiểm, thiên tử lâm nguy. Thậm chí Giang Vạn Long không kịp đọc chỉ thị của thiên tử đã vội vã nói với Tiêu Chính Văn ở đầu bên kia điện thoại. Được, trong vòng một tiếng tôi sẽ đến Long Kinh. Nói xong, Tiêu Chính Văn cúp máy, sau đó gửi tin nhắn cho Ôn Bất Lâm bảo ông ấy lập tức chuẩn bị máy bay đưa mình đến Long Kinh. Lúc sắp đi, Tiêu Chính Văn không quên dặn dò Khương Vi Nhan vài câu, bảo cô thời gian sắp tới đừng tùy tiện ra ngoài. Có lẽ nhà họ Đông Phương sẽ không để yên dễ dàng vậy đâu, nếu có chuyện gì cũng phải đợi anh về rồi mới giải quyết. Sau đó Tiêu Chính Văn cất bước đi ra khỏi nhà, nhìn theo bóng lưng Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan thầm cảm thấy lo cho anh. Lúc này ở cửa Vọng Kinh cách Long Kinh chỉ 150 km. Bốn long soái năm sao đang đứng ở tầng trên tường thành nhìn về phía Long Kinh xa xôi. Đây là lần đầu tiên trong mấy chục năm nay chúng ta ở gần Long Kinh như vậy. Một tướng lĩnh người da trắng, dáng người vạm vỡ hai mắt sáng rực nói. Chỉ cần nghỉ ngơi một ngày nữa. Rạng sáng ngày mai là có thể dẫn binh sĩ bao vây thành, chiếm giữ cửa thành, chứng minh với cả thế giới rằng Hoa Quốc đã không là bất khả chiến bại nữa, các nước trên thế giới đều có thể đến phân chia Hoa Quốc bất kỳ lúc nào. Nguyên soái Mars, theo tin tức đáng tin cậy thì thiên tử Hoa Quốc đã gọi vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn về rồi, e là cuộc chiến cam go thật sự chỉ vừa mới bắt đầu. Lúc này một người đàn ông Hoa Quốc phe phẩy cái quạt trong tay đi đến gần bốn long soái năm sao lớn giọng nói. Mấy người đó cười khẩy. Theo thông tin của họ thì Tiêu Chính Văn vẫn chỉ là long soái năm sao. Một đánh bốn, họ chắc chắn mình sẽ đánh thắng Tiêu Chính Văn. Một mình Tiêu Chính Văn không cứu được Hoa Quốc đâu, đây không phải là một cuộc chiến cam go mà là một cuộc chiến hành hạ đến chết. Mars đã từng đánh nhau với Tiêu Chính Văn rất nhiều lần, mặc dù lần nào cũng thất bại thảm hại. Nhưng hắn chưa từng có được sự tự tin như hôm nay. Nếu có thể giết Tiêu Chính Văn ở trước cửa Vọng Kinh thì lúc đó chủ nhân của tôi nhất định vô cùng biết ơn các vị. Người đàn ông Hoa Quốc mỉm cười nói. Mars chỉ đáp lại đối phương bằng nụ cười đầy ẩn ý. Mấy tên Hoa Quốc ngu ngốc này, chúng vẫn đang mơ một giấc mơ không thiết thực. Chúng nghĩ là sau khi bắt sống được thiên tử Hoa Quốc, đại quân về nước thì họ sẽ trả lại tướng sĩ của quân địch về Hoa Quốc ư. Đến lúc đó e là Hoa Quốc không còn tồn tại nữa rồi. Bắc Lương sẽ thuộc về nước Hùng. Đất liền Hoa Quốc sẽ thuộc về Mễ Quốc. Các đảo thuộc về nước Đại. Đâu còn chỗ cho chủ nhân mà người đàn ông Hoa Quốc này nhắc đến chứ. Lúc này một chiếc máy bay chiến đấu bay ngang qua trên bầu trời. Mars không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ có một chiếc máy bay chiến đấu lẻ loi bay ngang qua chứng tỏ chiếc máy bay này không phải đến để khai chiến hay tấn công trên không, mà là hộ tống ai đó. Tiêu Chính Văn đang ở trên máy bay ư. Mắt Mars lóe sáng nhìn chằm chằm vào chiến máy bay đang từ từ hạ cánh, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng điều mong mỏi nhiều năm qua cũng sắp thành hiện thực rồi, hắn sẽ đánh bại Tiêu Chính Văn. Ở bên Long Kinh. Lúc này các quan chức đều đang vây quanh đường băng của sân bay quân dụng Long Kinh, háo hức mong mỏi Tiêu Chính Văn xuất hiện. Hai, hôm qua tôi đã nói nên lập tức gọi vua Bắc Lương về. Tả Đình Ngọc trợn mắt nhìn ông Lạc. Còn không phải sao, ngộ nhỡ Long Kinh thất thủ thì gia tài bạc triệu của chúng ta chuyển ra ngoài bằng cách nào đây? Đúng thế, trong tầng hầm của tôi còn hơn 50 tấn vàng, không thể chuyển hết trong vòng 2-3 ngày đâu. Nếu Tiêu Chính Văn có thể kiên trì được 5 ngày thì tôi cũng có thể chuyển mấy thỏi vàng đi, còn thắng thua không quan trọng. Chương 1121 Thiên Tử lạnh giọng nói. Nghe tiếng xì xào thảo luận của mấy người phía sau, Tả Đình Ngọc sa sầm mặt mày. Đất nước lâm nguy, đám người khốn kiếp này lại đang nghĩ cách ôm của bỏ chạy. Vua Bắc Lương. Tả Đình Ngọc thấy máy bay chiến đấu dừng lại thì nhanh chóng bước đến đưa quân phục cho Tiêu Chính Văn. Tổng chỉ huy Tả, ông Giang đâu? Tiêu Chính Văn vừa xuống máy bay, lập tức bước lên một chiếc xe quân sự đỗ bên cạnh đường băng. Ông Giang bảo tôi đến đón anh, chúng ta đến thiên tử các để gặp thiên tử trước. Dứt lời, Tả Đình Ngọc ngồi vào ghế lái, anh ta khởi động xe, sau đó lái xe chạy về phía thiên tử các không hề có ý đợi đám quan trước đó.
Ủa, Tả Đình Ngọc này, thế chẳng phải chúng ta đợi uổng công rồi à? Đúng thế, tốt xấu gì cũng phải cho chúng ta gặp cậu ta, bắt tay một cái chứ. Đám người đó nhìn chiếc xe rời đi, kêu cạo oán trách. Chỉ có ông Lạc nhìn đăm đăm vào chiếc xe, trong mắt tóe ra lửa giận. Tiêu Chính Văn. Lại còn dám không coi ai ra gì, không thèm chào hỏi các quan chức thì đã đành, lại còn khinh thường cả tôi đây. Tả Đình Ngọc chở Tiêu Chính Văn đến Thiên Tử Các. Lúc này Giang Vạn Long đã đợi đến mức sốt ruột, đi qua đi lại trong Thiên Tử Các, một lúc lại đi đến cạnh cửa nhìn ra ngoài. Ông Giang, Tiêu Chính Văn đã nói rồi một tiếng sau mới có thể đến Long Kinh, ông đừng nóng vội. Giang Vạn Long cứ đi qua đi lại khiến Thiên Tử cũng cảm thấy buồn bực. Chắc là đến rồi chứ, đã một tiếng rưỡi rồi còn gì. Giang Vạn Long chỉ vào đồng hồ đeo tay nói. Vua Bắc Lương đến. Sau tiếng hô của binh lính ở cửa, vẻ mặt Thiên Tử và Giang Vạn Long đều chấn động, hai người lần lượt nhìn về phía đó. Họ chỉ thấy Tiêu Chính Văn đang ngẩng đầu sải bước, phong thái hiên ngang đi về phía chính điện Thiên Tử Các. Tả Đình Ngọc ôm chiến bào hoa văn rồng xanh, đi theo phía sau Tiêu Chính Văn với dáng vẻ nghiêm túc. Hai người một trước một sau bước tới Thiên Tử Các, Tiêu Chính Văn quỳ bằng một chân, nói thần là Tiêu Chính Văn, kính chào Thiên Tử. Mau đứng lên, Tiêu Chính Văn chuyện liên quan đến quân lính ở tiền phương, hẳn là không cần tôi phải nhiều lời nữa đúng không? Thiên Tử vui mừng liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Thần đã biết tất cả, nhưng thần có một kế này. Thiên Tử khẽ giơ tay lên, rồi ấn nhẹ lòng bàn tay, ra hiệu cho Tiêu Chính Văn đừng nói gì, sau đó quay đầu sang hai bên trái phải, tất cả hãy ra ngoài hết đi. Những nữ giúp việc và binh lính trong phòng lần lượt rời khỏi đại điện. Thiên Tử lại nháy mắt với Tả Đình Ngọc rồi nói, ai dám bước vào chính điện thì cứ thẳng tay chém luôn. Vâng. Tả Đình Ngọc vội xoay người bước ra ngoài điện canh gác. Nói đi. Sau đó Thiên Tử mới ra hiệu cho Tiêu Chính Văn. Rõ ràng, bên cạnh Thiên Tử cũng có tai mắt của người khác. Vì vậy, vừa nãy Thiên Tử mới giả vờ tỏ ra vô cùng phấn khích, tạo cho người ta cảm giác mình là một quân vương bất tài. Thiên Tử, nếu chiếm được cửa Vọng Kinh, có lẽ quân địch đang tiến về phía nam sẽ rút lui. Ý của tôi là trước tiên phải chiếm lại 6 cứ điểm quan trọng. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa bước tới trước bàn sách rồi mở tấm bản đồ Bắc Lương trên tay ra. Phú Quan rất quan trọng, nếu chúng ta chiếm được nó, quân địch ở bên ngoài vì không muốn quân địch ở bên trong chiến đấu đơn độc, chỉ có thể ở nguyên tại chỗ, chờ đại quân của chúng ta bao vây, tiêu diệt. Hơn nữa, một khi mất đi Vũ Quan, quân địch ở cửa Vọng Kinh tuyệt đối sẽ không dám tiến lên nửa bước. Nếu mãi vẫn không chiếm được Long Kinh, quân địch sẽ bị bao vây trước sau. Vì vậy, chúng chỉ có thể quay lại tấn công Vũ Quan, quân ta có thể cử một đội quân đến thu phục chúng ở cửa Vọng Kinh. Như vậy, 100.000 quân xâm lược này sẽ giống như con cá trong chậu, con chim trong lồng, không thể chạy thoát. Thiên Tử khẽ gật đầu, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, trầm giọng nói, đây cũng chính là ý của tôi. Điều động Tiêu Giao Vương từ Kiêu Long. Lập tức chiếm giữ cửa Vọng Kinh. Thiên Tử lạnh giọng nói. Giang Vạn Long cau mày nhìn Thiên Tử đột nhiên như biến thành một người khác, trong lòng khẽ dao động. Thiên Tử đã có chủ ý từ trước rồi sao? Sau khi quân ta chiếm được Vũ Quan, một mình ông ta là đủ. Nhưng trước đó, Từ Kiêu Long tuyệt đối không được hành động hấp tấp. Nếu không, một khi chiến khu Đông Nguyên thất thủ, trong thời gian ngắn rất khó có thể điều động đại quân bảo vệ Thiên Tử. Tiêu Chính Văn nhắc nhở. Nghe vậy, Thiên Tử gật đầu, quay sang nói với Giang Vạn Long, ông Giang, lập tức trở về Long Các thông báo cho Từ Kiêu Long, bảo ông ta lập tức dẫn quân đến chi viện, không được chậm trễ. Vâng, tôi đi ngay đây. Chương 1122 là chủ soái sao? Giang Vạn Long xoay người đi được hai bước, lại đột nhiên dừng lại, quay đầu liếc nhìn Tiêu Chính Văn và Thiên Tử. Rồi nhíu mày, sau đó bước nhanh ra khỏi Thiên Tử Các. Lúc này trong đại điện chỉ còn lại hai người là Tiêu Chính Văn và Thiên Tử. Phong cảnh giang trung, khiến người ta rất say mê phải không? Thiên Tử đột nhiên mỉm cười lên tiếng. Tiêu Chính Văn lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa rồi nói,
ngày nào tình hình trong nước vẫn còn chưa ổn định thì ngày đó tôi vẫn không yên tâm. Nói đến đây, Thiên Tử và Tiêu Chính Văn nhìn nhau khẽ cười. Tiếp theo, có lẽ tôi sẽ rất mạnh tay, cậu có thể chịu được không? Thiên Tử hơi lo lắng hỏi. Đương nhiên, ván cờ này mới chơi được một nửa, thắng thua vẫn chưa phân rõ, nếu là tôi cũng sẽ không hành động hấp tấp, nhưng khi thắng bại đã rõ thì tôi hà tất còn chần chừ. Tiêu Chính Văn thờ ơ nói. Thiên Tử khẽ gật đầu, sau đó cả hai đều im lặng thật lâu. Giang Vạn Long chẳng mấy chốc đã xong việc và quay trở lại. Nhìn thấy hai người họ đều có tâm sự, im lặng không nói một lời, ông ấy mới bước lên mở lời trước. Tiêu Chính Văn, hiện giờ trong nước không còn binh lính có thể điều động, cậu cần phải đến Bắc Lương một mình, cậu có nắm chắc được phần thắng không? 100.000 cảnh vệ quân đã đến Vũ Quan, nhưng tất cả đều biến thành bia đỡ đạn. Long Kinh cũng chỉ còn lại chưa đến 50.000 quân, đây đã là lực lượng phòng thủ cuối cùng của Long Kinh. Nếu đội quân này cũng bị Tiêu Chính Văn dẫn đi, đồng nghĩa với việc chắp tay dâng Long Kinh cho liên quân 5 quốc gia. Thiên Tử, hay là cử 1.000 quân canh giữ cửa phía nam, nhưng đừng canh giữ cổng thành, mà canh giữ bên ngoài cổng thành chừng mấy km, như vậy có thể sẽ có thu hoạch lớn. Sau khi nói xong, Tiêu Chính Văn cúi chào rồi rời khỏi đại điện. Thấy Tiêu Chính Văn bước ra ngoài, Giang Vạn Long cũng vội vàng đi theo, chạy nhanh về phía Tiêu Chính Văn, nói câu nói cuối cùng của cậu là có ý gì? Thật sự sẽ có được thu hoạch lớn, những cái khác không nói, chỉ riêng mấy chục tấn vàng chắc là không thành vấn đề, sau khi quân ta thắng lớn, có thể thưởng cho 3 quân. Tiêu Chính Văn nhoẻn miệng cười rồi nói. Ôi trời! Giang Vạn Long vỗ đùi, nói thằng nhóc này, vẫn còn chưa khai chiến mà cậu đã khinh địch như vậy sao? À, cậu phải đi vòng qua Vũ Quan rồi mới tụ họp với quân Bắc Lương, chuyện này thật không dễ dàng. Hiện giờ, chiến tuyến thì dài, dọc đường đi đâu đâu cũng có mật thám và gián điệp của liên quân 5 quốc gia ở cả ngoài sáng lẫn trong tối. Tiêu Chính Văn chỉ có một mình, còn phải đi hàng nghìn km về phía Bắc mới có thể tập hợp với quân Phá Long. Không khó, để từ Kiêu Long bí mật hành quân, đến lúc đó chúng ta cũng bắt ba trong vải. Đảm bảo trong vòng 10 năm, bọn chúng không còn dám đến xâm phạm lãnh thổ nước ta nữa. Trận chiến này hoặc là không đánh, một khi đã đánh, thì phải hoàn toàn diệt sạch 200.000 quân địch. Cậu muốn? Đúng vậy, diệt sạch, không cho bọn chúng đầu hàng. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Cậu cứ mạnh dạn mà làm đi, xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ gánh cho cậu. Giang Vạn Long vỗ ngực. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, sau đó vội nói với Tả Đình Ngọc, hãy giúp tôi mang chiến bào này về, cảm ơn Thiên Tử. Nhưng nếu mặc nó vào và đi hàng nghìn km về phía Bắc thì quả thực không tiện, tạm biệt, mọi người hãy bảo trọng. Ngoài cửa Thiên Tử Các, Tiêu Chính Văn chắp tay từ biệt Giang Vạn Long và Tả Đình Ngọc, rồi xoay người bước về phía cổng phía Tây. Lúc này, Long Kinh đã bước vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, 4 cổng đều đã đóng chặt. Trên đầu thành đã bố trí súng máy và đại bác, binh lính tham gia bảo vệ thành ai nấy đều như sắp đối mặt với kẻ thù. Từ xa đã thấy Tiêu Chính Văn đi tới cổng thành, một sĩ quan canh giữ thành vội vàng bước ra khỏi bốt canh gác, bước tới trước một bước, đứng nghiêm, lễ phép cúi chào kính chào vua Bắc Lương. Mở cổng thành. Tiêu Chính Văn hờ hững nói. Vâng. Vua Bắc Lương nắm toàn bộ quyền điều hành quân sự trong trận chiến, ai dám ngăn cản, viên sĩ quan vẫy tay ra hiệu cho quân lính canh giữ thành mở cổng thành. Mãi cho đến khi bóng dáng của Tiêu Chính Văn biến mất khỏi tầm mắt của họ, cổng thành mới được đóng lại. Để đảm bảo tính bảo mật, Tiêu Chính Văn chỉ đi bộ đường núi, tránh xa tất cả các thành phố và thị trấn, đến Bắc Lương cách đó hàng nghìn cây số, với tốc độ nhanh nhất. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Tiêu Chính Văn mới phát hiện ra một doanh trại trong khe núi. Tuy nhiên, quy mô không lớn, xem ra nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 1.000 người. Từ quân phục có thể nhận ra, đội quân đang đóng ở đây hẳn là quân Phá Long. Ai đấy? Hai lính gác nhìn thấy từ đằng xa có một bóng người tiến lại gần doanh trại của bọn họ, liền lập tức cảnh giác cao độ. Tôi! Giọng nói của Tiêu Chính Văn vang lên, hai binh lính canh không khỏi sững sờ.
giọng nói này, bọn họ vô cùng quen thuộc, là, vua Bắc Lương ư. Là chủ soái sao? Một binh lính canh trong số họ chạy về phía trước mấy bước, đến gần Tiêu Chính Văn, khi nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Chính Văn dưới ánh trăng, binh lính canh đó xúc động hét lên về phía doanh trại, vua Bắc Lương đến rồi. Vua Bắc Lương đến rồi. Chương 1123 đã cạn lương thực rồi ư. Cùng với tiếng hô của hai binh lính gác, vài bóng người bước ra từ trong trại đóng quân. Tiêu Chính Văn nhìn ra phía xa, hai người này chính là Long Tam và Hoa Hồng Đỏ. Lúc này, Long Tam đang chống một cành cây, trên chân và một cánh tay đều được băng bó kín mít. Tình trạng của Hoa Hồng Đỏ thì khá hơn, chỉ có vài vết thương nhẹ, thế nhưng nhìn tình hình thì cũng không mấy lạc quan. Chủ soái, chủ soái. Nước mắt của Hoa Hồng Đỏ cứ thế tuôn rơi, Long Tam thoáng chốc cũng rơi lệ. Sao trại đóng quân chỉ có khoảng 1.000 người? Tiêu Chính Văn bước nhanh lên trước hỏi hai người bọn họ. Để không bị quân địch bao vây, chúng tôi bất đắc dĩ phải chia thành tốp nhỏ. Sáng ngày hôm nay, quân địch lại tiếp tục phát động tiến công vô số lần, hơn nữa thế tiến công quá mạnh, quân ta thương vong rất lớn, chỉ trong một buổi sáng đã có gần 3.000 quân phá Long Tử trận. Hoa Hồng Đỏ vừa khóc vừa nói. Dù là ban đêm thì chúng tôi cũng không dám nhóm lửa, sợ rằng ánh lửa sẽ làm lộ ra hành tung của quân mình. Long Tam vô cùng hổ thẹn nói. Từ khi quân phá Long được thành lập cho tới nay, đây là lần đầu tiên gặp thất bại thảm hại, thậm chí đã ngấp nghé bờ vực sụp đổ. Chủ soái, mời. Hoa Hồng Đỏ lấy lại tinh thần, cung kính hành lễ với Tiêu Chính Văn rồi dẫn anh vào trong một căn lều bạt. Bên trong lều chỉ thắp đúng một ngọn đèn vô cùng yếu ớt. Mấy người Long Nhất nghe thấy tiếng động bên trong lều bạt thì đồng loạt liếc mắt nhìn, khi bắt gặp bóng hình quen thuộc kia thì ánh mắt của mọi người lập tứ lóe lên tia sáng hy vọng. Chủ soái, chúng tôi đã phụ sự kỳ vọng của anh. Mọi người đều rơi lệ cúi đầu. Chuyện này không trách mọi người được, thế lực của quân địch quá mạnh, mọi người cũng không thể chống cự nổi. Thế nhưng tiếp theo chúng ta phải ăn miếng trả miếng rồi. Tiêu Chính Văn nói, lấy từ trên người ra mấy bình thuốc nhỏ chia cho mọi người. Nợ máu thì phải trả máu. Đúng, giết hết bọn chúng. Chữa lành vết thương trước đã, lương thực của chúng ta hiện tại còn có thể cầm cự thêm được mấy ngày. Tiêu Chính Văn quay đầu lại hỏi Hoa Hồng Đỏ. Tối ngày hôm nay đã cạn lương thực rồi. Hoa Hồng Đỏ cắn môi nói. Đã cạn lương thực rồi ư. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, đây là vấn đề lớn vô cùng cấp bách. Cửa thành gần đây nhất là Cẩm Quan, có khoảng bao nhiêu quân đóng giữ? Tiêu Chính Văn trầm giọng hỏi. Chương 1124 báo thù. Khoảng 10.000, nhưng lại do hai Long soái năm sao chấn giữ, chúng tôi căn bản không đánh thắng nổi. Hoa Hồng Đỏ lo lắng nói. Trước đó, không phải bọn họ chưa từng thử tiến đánh. Thế nhưng sau một trận chiến khốc liệt thì vẫn bị đối phương đánh tan tác, chỉ còn lại xác của gần 1.000 liệt sĩ, những người sống sót không thể không rút vào trong núi. Long Tam, anh ở lại phụ trách trông coi bọn họ, Hoa Hồng Đỏ, cô dẫn 3.000 quân tinh nhuệ cùng tôi tới Cẩm Quan. Tiêu Chính Văn nói với vẻ chắc nịch. Chủ soái, anh vừa mới lặn lội đường xa, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai. Ngày mai, đại quân 200.000 người ngày mai cần phải có bao nhiêu lương thực? Dưới tình cảnh lương thực cạn kiệt, dù có là đội quân thép thì cũng sẽ tan rã thôi, bắt buộc phải chiếm được Cẩm Quan, bổ sung lương thực, đạn dược thì ngày mai chúng ta mới có thể đánh giết tới Vũ Quan. Vừa nói dứt lời, ánh mắt của mọi người đều trở nên chấn động. Tiêu Chính Văn chính là quân thần của bọn họ, mặc dù Vũ Quan ở xa cả trăm dặm, lại có muôn vàn cách trở hiểm nguy, thế nhưng Tiêu Chính Văn nói có thể làm được thì nhất định có thể làm được. Rõ. Hoa Hồng Đỏ bước nhanh ra khỏi lều bạt, thông báo với mấy tiểu đội chỉ có 1.000 người gần đó, điều động quân tinh nhuệ tập trung về phía bọn họ. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, 3.000 quân tinh nhuệ đã hoàn thành việc tập kết. Mặc dù trải qua nhiều ngày chiến đấu gian khổ, thế nhưng vào khoảnh khắc đám đông nhìn thấy Tiêu Chính Văn, trên mặt lập tức khôi phục lại tinh thần chiến đấu hừng hực của quân phá Long.
vô số ánh mắt nhìn chăm chăm vào Tiêu Chính Văn giống như chỉ đợi anh ra lệnh một tiếng thì sẽ lập tức xông về trước. Mọi người đều vất vả rồi, tôi cũng biết mọi người rất mệt, thế nhưng đêm nay tôi phải dẫn mọi người giành lại Cẩm Quan, tôi muốn mọi người báo thù cho những chiến hữu đã hy sinh, báo thù cho những người dân bị liên quân năm nước chà đạp bên trong Cẩm Quan. Báo thù! Báo thù! Báo thù! Khoảnh khắc đó, trong ánh mắt của tất cả mọi người đều được thắp lên một ngọn lửa. Mục tiêu là Cẩm Quan, xuất phát. Tiêu Chính Văn phất tay, dẫn theo Hoa Hồng Đỏ và 3.000 quân tinh nhuệ biến mất vào trong màn đêm. Gần một tiếng đồng hồ hành quân thần tốc, Cẩm Quan đã gần trong gang tấc. Dừng! Tiêu Chính Văn giơ cánh tay lên, siết thành nắm đấm giữa không trung. Rào! 3.000 tướng sĩ đồng loạt ẩn nấp bên trên sườn núi, nhìn về phía cửa thành Cẩm Quan cách đó mấy dặm. Lát nữa tôi sẽ lẻn vào trước và giết chết chủ soái của bọn chúng, nhìn thấy đầu tường thành nổi lửa thì mấy người cứ giết vào từ phía cửa phía nam, nhớ kỹ, chỉ cần là kẻ xâm lược, bất luận đối phương có đầu hàng hay không cũng phải giết không tha. Chương 1125 đạn không xuyên qua được. Trận chiến này chỉ có một mệnh lệnh duy nhất, đó là không chấp nhận đầu hàng. Rõ. Đám người đồng loạt thấp giọng đáp lời. Trước khi đi, Tiêu Chính Văn lại dặn dò với Hoa Hồng Đỏ thêm mấy câu, sau đó trèo lên đầu tường thành Cẩm Quan với tốc độ nhanh nhất. Ai? Binh lính gác thành vừa thốt ra một tiếng hô lớn thì đã bị con dao quân đội năm cạnh cứa ngang yết hầu, chẳng kịp kêu lên tiếng nào đã biến thành cái xác ngã lăn xuống đất. Không hay rồi, có người tập kích ban đêm, có người tập kích ban đêm. Mấy chục binh lính canh giữ đầu tường thành đồng loạt hô lên, đồng thời nhắm thẳng vào Tiêu Chính Văn mà điên cuồng nổ súng. Thế nhưng, hàng trăm loạt đạt được bắn ra, không có một ngoại lệ, đều dừng ở khoảng không cách Tiêu Chính Văn chừng 3 cm. Nhìn thấy tất cả số đầu đạn dày đặc kia đều lơ lửng giữa không trung, mấy chục binh lính gác thành đều sợ tới mức đờ đẫn đứng yên tại chỗ. Chuyện này là sao vậy chứ? Đạn không xuyên qua được. Chết đi! Tiêu Chính Văn gầm lên một tiếng, đồng thời vẫy tay, hàng trăm viên đạn đột ngột dội ngược trở lại. Đoàng đoàng đoàng! Mấy chục cái xác cứ thế ngã xuống, có vài cái xác còn ngã thẳng xuống cửa thành, đụng chết mấy binh sĩ đang đi tuần tra. Chẳng mấy chốc, sự hỗn loạn tại cửa thành phía nam thu hút sự chú ý của quân đội canh giữ liên quân năm quốc gia. Trong phút chốc, vô số ánh đèn đồng loạt dọi về phía Tiêu Chính Văn. Chiếu rọi phạm vi cả trăm mét xung quanh Tiêu Chính Văn sáng như ban ngày. Nổ súng, bắn chết hắn. Pằng pằng pằng. Những tiếng súng dày đặc cứ thế vang lên. Thế nhưng cảnh tượng kỳ lạ lại xảy ra thêm lần nữa, cứ như đang có một bức tường không khí chắn trước mặt Tiêu Chính Văn, ngăn lại hết tất cả đạn bắn ra, sau đó Tiêu Chính Văn vẫy tay, toàn bộ đều dội ngược trở lại. Lần này, mấy trăm quân xâm lược đều đồng loạt trúng đạn mà bỏ mạng. Sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn lập tức khiến nơi này cực kỳ hoảng loạn, tin tức nhanh chóng truyền tới tai hai long soái năm sao đang trấn thủ Cẩm Quan. Báo cáo tướng quân Smith, không hay rồi, có một tên quái vật đánh giết vào thành, tất cả đạn của chúng ta đều vô hiệu trước mặt hắn, hắn cứ vẫy tay là tiêu diệt được mấy trăm người của chúng ta. Một sĩ quan xông vào trong lều bạt lớn của quân đội, hoang mang và run rẩy báo cáo lại. Hừ, quái vật gì cơ, chắc là một cao thủ. Nếu như tôi đoán không nhầm, xuất hiện ở đây trong khoảng thời gian này, có lẽ là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn. Một người đàn ông trung niên râu dài khoác trên mình chiến bào có hình ngôi sao, ngậm điếu xì gà trong miệng, kiêu ngạo đứng dậy, cởi bỏ áo choàng, nói với người đàn ông da đen đứng bên cạnh Daniel. Cơ hội lập công tới rồi, giết chết vua Bắc Lương thì chúng ta sẽ trở thành công thần lớn nhất của trận chiến này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 56.